nay bị lỗi cái trình duyệt web đó mà nó bị có vết đen đó thì không có cách nào fix được. Chúng ta phải chịu khó né cái vùng đó ra. Rồi ok, chào tất cả các anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi thứ ba của khóa học cấp tốc thứ ba và khóa học nâng cao thứ 9. Thì tháng 10, tháng 11 thì có thể sẽ không có học viên đủ để chúng ta tham dự các buổi học webinar, và phần lớn học viên đã đăng ký sang khóa học offline hết. Vì thế những anh chị nào đó học xong những khóa học này thì cứ việc tham dự học lại những cái video cũ, có thể bước qua năm 2010 bảy 18 2018 hoặc là tháng 1 bước qua tháng 12, tháng 11 gì đó, tháng 1 gì đó, có thể có webinar của khóa 10 hoặc là khóa 4 tiếp theo thì các anh chị có tham dự tiếp theo. Còn trong thời gian tới thì em sẽ bế quan tỏa cản thời gian để tu luyện đủ điểm IELTS để cho kế hoạch du học nước ngoài. Nên sẽ không có tổ chức webinar. Đó là lý do tại sao mà tổ chức cái khóa học offline duy nhất trong năm nay. Những anh chị nào đang học thì chỉ cần bổ sung thêm 3 triệu là các anh chị sẽ được tham dự khóa offline ha. Offline vào cuối giữa tháng 12 năm nay. Những anh chị nào muốn tham dự thì quý vị tham dự. Chỉ cần đăng ký trước 1 tháng ngày học là được rồi, để sắp xếp cái vị trí chỗ ngồi cho nó phù hợp. Tại số lượng chắc có thể là đông nên là sẽ tính toán về số lượng, có giới hạn tí, chứ để đông quá là sẽ không hiệu quả. Rồi thì buổi học hôm nay, đúng ra thì mấy cái phần này là sau này sẽ chuyên về cái phần một phần riêng về chứng khoán, nhưng mà phần lớn các chị ở đây đều cũng có đầu tư về chứng khoán rồi, cũng có biết về chứng khoán, cũng như cũng có sở thích về tích trữ tiền Bitcoin rồi tiền này kia, mấy cái tiền điện tử. Thì hôm nay sẽ chỉ một số anh chị một cái số cái mẹo để anh chị làm quen dần, cũng như những chị nào biết rồi thì ok không sao, còn những chị nào chưa biết thì mình cố gắng mình cũng nghiên cứu thêm một sản phẩm đầu tư ha. Tại vì những cái sản phẩm ví dụ như sản phẩm chứng khoán Việt Nam này là sản phẩm hợp pháp đó, chúng ta được phép, và khi nếu chúng ta được phép giao dịch có tài khoản chứng khoán, chúng ta giao dịch và chúng ta có luôn tài khoản của sàn phái sinh đó, giao dịch chứng khoán phái sinh đó, thì lại được phép giao dịch là chúng ta là một trader được phép mà mua bán đoán giá lên giá xuống, thì việc họ cũng không có cớ gì mà nói chúng ta lại lại đang vi phạm gì hết. Tại vì tôi mua chứng khoán Việt Nam và chứng khoán Mỹ chứ gì đi nữa thì cũng chỉ là một cái phương pháp là đoán giá lên giá xuống thôi. Đó, thì chúng ta cũng có thể có cớ để chúng ta để cãi với họ. Nên là chúng ta cũng có, và thứ hai nữa quan trọng nhất là chúng ta có một cái kinh nghiệm nhiều năm, sau này chứng khoán Việt Nam mà nó ổn định chút, nó không qua đổi lái thì nhiều á, thì giá cả nó đúng với giá trị thực của công ty á, thì lúc đó chúng ta lại có cơ hội make money. Chúng ta thường xuyên chúng ta phải học đón đầu chứ không thể nào chúng ta lại tới khi mà nước tới chân là chúng ta nhảy là chúng ta thành công được hết. Rồi thì về chứng khoán thì trước đây cái video trước thì đã có cái phân tích cái phần hai cái chứng khoán là Vinamilk và chứng khoán DHG. Thì phân tích cũ là các anh chị xem lại video tháng 8 ha, video gì, 20 mấy tháng 8 đã có rồi. Video 28 thì đã có cho anh chị, hướng dẫn cho anh chị rồi. Để coi. Đây, thằng này là thằng khác. Thằng này là VCS. Rồi, DHG. Rồi, đây các anh chị xem. Phân tích cũ đây thì là xem là cái video cũ. Thì hôm nay là cơ hội, chúng ta chỉ nói về cơ hội chúng ta mua thôi. Chúng ta không nói về cái vấn đề là... đó. Có nghĩa là chúng ta, mục đích chúng ta chờ cơ hội mua quanh khu vực này. Điều chỉnh khu vực này thì hiện tại nó đang ở đặt mức giá rồi, nằm khu vực này, đảo chiều khu vực này, chúng ta sẽ có hội chúng ta sẽ mua.
thì lát chúng ta sẽ nói lại sơ về phần này. Rồi một con nữa là lần trước chúng ta cũng phân tích cũng lâu rồi, tháng 8 là chúng ta chờ đảo chiều trong khu vực này để chúng ta mua vào, đảo chiều khu vực này chúng ta mua vào là chiếc cốc và tay cầm đó, thì hôm nay đã có tín hiệu để mua rồi. Đó, thì hai con này thì vừa hôm nay đã gom vô xong hai con này rồi, đã khớp lệnh rồi, khớp lệnh rồi thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh chị tại sao mua hai con này. Đó. Hai vị trí này đã gom hàng á, còn có rất nhiều cơ hội khác nhưng mà phần lớn chỉ tập trung vào hai con này thôi. Hai con này sắp có thể nói là nó sẽ quyết định trong cái chỉ VN 30 á, rổ 30 ha. Nó có thể là tăng rất mạnh. Này chúng ta chỉ quan tâm tới này, còn rất nhiều cơ hội khác thì chúng ta cũng ai có vốn lớn thì chúng ta có thể gom thêm một số sản phẩm khác. Thì các anh chị nên sử dụng cái VN Direct nha, chứng khoán Việt Nam nên sử dụng. Tại sao sử dụng này? Tại vì VN Direct thì nó có tích hợp cái từng cái mã như thế này, nó tích hợp cái trading view, nó tích hợp cái trading view vô trong này anh chị xem. Đó, anh chị có thể xem được số lượng khối lượng này, volume á, thì chứng khoán thì volume rất hiệu quả ha. Rồi sau đó anh chị có thể phân tích được trên này luôn. Đó. Rồi nó có đặc biệt nó có khung tuần, khung tháng. Nó giống rệt như của Fiant thì cũng giống nhau thôi, nhưng mà trên này thì VN Direct nó có luôn chức năng luôn rồi. Thì rất tuyệt vời cho chúng ta, không cần phải chạy đâu xa nữa hết. Chúng ta không cần phải cài phần mềm Ami Broker hay bất cứ phần mềm MT4 nào để thao tác trên này hết, mà chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động, sử dụng iPad. Chúng ta có thể giao dịch chứng khoán dễ dàng, phân tích dễ dàng với cái hệ thống của VN Direct là đủ. Chúng ta không cần sử dụng bất cứ hệ thống nào khác nữa hết. Ví dụ thì trên này nó tuyệt vời cho đó. Thì cái hệ thống của này thì chúng ta dễ dàng chúng ta phân lọc ra. Ví dụ như chúng ta phân lọc ra có thể giá trị tăng trưởng, chúng ta có thể lọc ra những cổ phiếu nào đó mà chúng ta xem xét là nó phù hợp với tăng trưởng lâu dài, thì chúng ta sẽ lọc ra để vùng đây, và chúng ta hàng ngày hàng tuần cứ mỗi tuần chúng ta vào chúng ta check. Chúng ta check qua thế qua cái cặp nào nó phù hợp tín hiệu thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta mua. Ví dụ vậy, hiện tại thì đang đỏ sàn hết này, hôm nay là đỏ sàn hết đó. Ví dụ vậy thì có nhiều cái mã khác anh chị có thể hứng thú, có thể chị tham khảo, mà anh chị nên nhớ ha, chứng khoán là chúng ta nên tập trung trên nến tuần ha, nến tuần ha, tại vì nến ngày thì lần trước có nói nhiều lần rồi đó, anh chị phải tập trung trên nến tuần ha, nến ngày cực kỳ nhiễu và nó chỉ có mấy giờ là một mấy giờ thôi nên nó không có tốt. Anh chị phải tập trung. Còn những cái bộ lọc thế này, ví dụ anh chị muốn tìm những cái bộ lọc thế này, bộ lọc làm sao những cổ phiếu này, thì anh chị có rất nhiều cách tìm. Ví dụ cách lọc cổ phiếu tăng trưởng, các anh chị chịu khó tìm tiếng Việt tiếng được đó, ở Việt Nam thì đó, thì nó rất nhiều cách lọc này đó. Cách nó chỉ rất nhiều cách cách sàng lọc đó, nhiều cách sàng lọc. Thì thật ra để tìm mấy này thì em đã có tìm sẵn rồi, các anh chị có tìm sẵn là các anh chị vô, chỉ cần vô trang web này thôi, vô cái banner stock này ha, đây stock này, thì trong này đã có sẵn cho anh chị những công cụ đây. Đây cách sàng lọc cổ phiếu cơ bản nhất này, ba cái vị trí này là ba vị trí mà em hay sử dụng để sàng lọc cổ phiếu, và một cái video mà có một người hướng dẫn khá hay, khá chi tiết để cho các anh chị sàng lọc cổ phiếu, thì anh chị có thể xem ở đây, dựa vào ở đây, dựa vào một số cái tiêu chí của mình nữa để mình sàng lọc. Nhưng mà đơn giản cái cách sàng lọc là cách này, áp dụng cái cách này là chúng ta có thể tìm ra được những cổ phiếu tuyệt vời để chúng ta cơ hội chúng ta mua. Không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng chơi, chúng ta phải chọn những cổ phiếu tại chúng ta đầu tư tăng trưởng và giá trị theo cái sự phát triển của công ty, chúng ta phải chọn những cổ phiếu tốt. Đó. Thì với cái link này các anh chị chỉ cần nhớ vô cái banner click vào đây đó. Hoặc là anh chị có thể tìm trên này stock hay là chứng khoán gì đó, tìm này nó ra thôi. Thì anh chị nhớ cái chỗ này, anh để chỗ này để cho anh chị dễ tìm đó. Với Bitcoin thì anh chị nhớ cái link này đó. Bitcoin thì anh chị nhớ link này. Đây là những sàn em đã test qua hết rồi, những sàn đây là đã nạp rút hết rồi ha, đã test tiền hết rồi, đã mua, đã thử nghiệm hết rồi. Tất cả những gì đã thử nghiệm thì đã để đây. Các anh chị có việc tha hồ mà sử dụng thôi. Tất cả đều phải phải bỏ tiền thật ra để test thử hết, để có kinh nghiệm viết ra nội dung thế này.
Nhiệm vụ của anh chị là chỉ việc vô tham khảo, quên cái gì vô list vô để dùng thôi. Đó, ví dụ những cái ví này đã nạp tiền hết rồi ha. Đó, ví dụ đây. Các anh chị có thể áp dụng thôi. Đó là tiền. Rồi, còn với chứng khoán Mỹ thì anh chị có thể vô chứng khoán Việt Nam. Rồi sau đó có trong cái mục này nó có tìm hiểu chứng khoán Mỹ đây. Đây, nó có mục này. Đó, thì chúng ta có thể tìm hiểu về chứng khoán Mỹ. Thì chứng khoán Mỹ thì đã có thử nghiệm sử nghiệm cái sàn này, cũng có nạp tiền cũng phải gần 3.500 rồi. 3.500 đô để test. Đó. Thì đây là có những cái thông tin này, các anh chị có thể vào đây cho anh chị để khi nào anh chị quên hay anh chị có nhu cầu á thì các anh chị cứ vào đây tìm lại. Đó. Hoặc là các anh chị có thể vào diễn đàn. Đó. Vào cái mục menu diễn đàn và có đây, nó có chỗ này. Bí quyết đầu tư chứng khoán. Em đã để hết tài sản cho anh chị đây. Đó. Có thể anh chị đang học Forex hoặc là đang học những cái sản phẩm khác, các anh chị chưa có nhu cầu tìm hiểu cái này, nhưng vào một ngày nào đó các anh chị có nắm kiến thức rồi, các anh chị muốn tìm hiểu thêm thì đây video này sẽ giúp cho anh chị tìm lại những cái gì mà anh chị cần thiết để các anh chị nghiên cứu nó, tìm hiểu nó. Thì đây tất cả tập hợp ở đây hết, các anh chị có việc lấy ra mà các anh chị xem thôi. Chứng khoán Việt Nam này, chứng khoán Mỹ này, đó như vậy. Rồi đó sơ là nó sơ cho anh chị mấy phần đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sơ qua hai cái mã mà chúng ta sẽ gom hàng lợi suất tỷ suất lợi nhuận của những cái mã này có thể đạt chúng ta sẽ kiếm được 10 trên 10% trong đợt này từ đây tới cuối năm. Thì hai cái mã đề nghị cho anh chị là chính là mã Vinamilk. Một mã thứ nhất là mã Vinamilk, mã thứ hai là mã Dược Hào Giang. Thì ở trên daily thế này, như khi mà chế độ truy cập với chế độ này, các anh chị xem nó sẽ hiển thị những cái sự kiện thế này, chúng ta không cần thiết xem mấy cái sự kiện này. Chúng ta có thể lít phải chuột chúng ta ẩn đi ha, ẩn sự kiện đi. Đó. Thì trên daily nó không có nhiễu, nó không có phù hợp thì chúng ta sẽ chuyển qua không tuần để chúng ta xem. Đó. Rồi. Rồi chúng ta xem ha. Đúng ra cái Vinamilk này á, ngay chỗ Vinamilk này á thì chúng ta phải chờ thêm nữa, chúng ta phải chờ thêm cho xuống sâu chúng ta sẽ hút nhà xúc vào nữa. Nhưng mà một số cái lý do chúng ta sẽ quyết định chúng ta sẽ mua sớm. Chúng ta sẽ mua sớm ha. Đây, đúng rồi, nếu chúng ta mua là chúng ta mua được ngay chỗ này này, 146 rồi này. Ngay chỗ 146 rồi này là phù hợp nhất này, những ví dụ đây là một điểm đầu tiên 146 này, sau dưới này là 143 này. 143 đây, 143 đây. Đó. Thì 146. Chỗ này nó không có cái để lấy cho anh chị cái hình chữ nhật ra vẽ đi. Đó, đúng ra là những cái vị trí tốt này, những cái vị trí tốt này chúng ta mới chờ chúng ta mua, chờ chúng ta mua. Nhưng mà chúng ta xem có thể là ngay cái vị trí cái cụm này, cái cụm này này, này chúng ta xem xét cái cụm này. Đó. Có thể là chỗ này nó sẽ dồn thành một cái đó, thì có thể ngay cho vị trí này, ngay cho vị trí này đã quyết định cho chúng ta là một cái là cái điều chỉnh test rồi. Điều chỉnh test ngay vị trí vùng cầu này và cái thế này là cái thế power candle tăng lên và cái vùng này là vùng điều chỉnh, vùng điều chỉnh nó test lại, có nghĩa để nó test lại cái vùng này, test lại vùng này và cái thế nến này xuất hiện cái thế nến tuần mới này á là thế nến nhảy gáp, nhảy gáp mà thuộc dạng là không có cái bóng nến ở dưới á, nhảy gáp không có bóng nến dưới thì các anh chị sẽ biết đoán được cái thế này là cái thế gì anh chị biết không? Nếu kết thúc tuần này anh chị biết được cái mô hình nó gì, mô hình gì nữa không, mô hình đảo chiều gì cho cái cặp Vinamilk này. Rồi còn cái gì nữa, dự báo được cái còn sẽ còn mô hình gì nữa?
Đúng rồi, mô hình sắc nhọn và bố cược. À, hai cái này là cái khả năng cao nhất. À, khả năng cao nhất sẽ xảy ra đối với cặp Vinamilk này. À, xảy ra với cặp này ha. Thì đó là lý do chúng ta sẽ quyết định chúng ta sẽ gom hàng sớm. À, chúng ta sẽ gom hàng sớm. Đó. Thì ngay chỗ này á, nó đã tạo ra một cái vùng thế này. À, đúng ra ngay chỗ này thì chúng ta không có được kẻ một cái trend, có thể coi là một cái tiếp diễn, nhưng thực ra tiếp diễn chỗ này nó sẽ biến thành một cái đó, đây là cái vùng ấy, nó tạo ra một cái vùng 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 cung nhỏ, không còn là tiếp diễn nữa, nó tạo ra một vùng cung nhỏ khi nó test lại một cái vùng cung tiếp diễn, nó tạo ra đây một cái vùng cung mới đó. Đó. Vùng cung mới. Đó, và thế này là cái thế một cái thế đi ngược lên. Cái thế này là một cái cây đẩy lên thì anh chị biết rồi, cái này xác nhận tuy xác nhận giảm nhưng quan trọng là cái cây này bao gồm candle lên. Đó, thì chúng ta sẽ chờ mua ở đây, chúng ta gom hàng ở chỗ này. Gom hàng chỗ này, còn nếu mà trong hôm vừa rồi chưa anh chị chưa gom thì hôm nay cũng còn cơ hội gom và ngày mai trong tuần này cũng còn cơ hội gom. Có nghĩa là xung quanh khu vực này là chúng ta sẽ gom hàng với này. Chúng ta gom hàng với này. Đó. Chúng ta dự báo trước là mô hình đảo chiều khu vực này. Còn nếu anh chị nào xem nghĩa qua daily, nghĩa qua daily thì anh chị sẽ đã thấy rõ được cái chuyện đó rồi. Daily thì ví dụ nếu nếu trên daily thì đây là một cái thế tăng, giống như nó phá trên daily thì tất nhiên rõ ràng rồi, nó phá trend này, nó phá lên này này, thấy không? Đây là cái power candle này, nến power candle này, đó, nó test ở đây và nó test ở đây, nó test lại đúng cái chỗ phá trend, sẽ xong đó chị đi lên. Thì qua tuần anh chị cứ việc cơm, qua ngày mới anh chị cứ gom quanh ở vị trí cứ 148, 148, 149 rồi 147, 147 khu vực này cứ quanh gom, cứ nó về đây chúng ta cứ gom lên, chúng ta xúc lên, chúng ta xúc lên, chúng ta sẽ dự báo được cặp này sẽ đảo chiều theo theo cái thế đó. Còn trên tháng thì trên tháng thì chưa có gì, thực ra chưa có gì rõ ràng. Đúng ra trên tháng này á, là nó rơi vào cái mô hình giảm, nó còn giảm nữa. Mô hình nó còn giảm nữa, các anh chị biết trên tháng mô hình giảm lần trước có nói rồi đó. Nó còn mô hình giảm nữa. Nhưng mà nó nằm ngay chỗ cái vị trí này. Vị trí này. Và nó rơi vào cái mô hình chiếc cốc như lần trước chúng ta nói đó. Đó. Chúng ta cứ vẽ trend vẽ đồ bình thường như cái gì mọi thứ thôi, như mọi cái phân tích khác của chúng ta thôi. Đó. Thì vừa nằm ngay vị trí vùng cầu gần nhất mà vừa có sự hỗ trợ của trend line nữa nên phá vị trí này cực kỳ khó ha. Cực kỳ khó. Nếu mà bình thường á khi nó quay lại á mà ngay chỗ cái vị trí này á mà gần vị trí này, nếu thường xuyên nó quay đầu á thì những vị trí mà cầu gần nhất thì sẽ bị thủng. Sẽ bị thủng, thì không nhịn được, nhưng trường hợp này là trường hợp nó có hỗ trợ của sự trendline chỗ này, hỗ trợ của trendline thế này thì xác suất nó sẽ đảo chiều đi lên sẽ rất cao, đảo chiều đi lên rất cao ha. Đó. Và cái thế nến này các anh chị xem, cái thế nến này là một cái thế nến của cái nến gì anh chị biết không? Tuy là xác nhận của mô hình này nè, xác nhận của mô hình giảm, nhưng mà thế nến này anh chị biết thế nến gì không? Cái nến này này, đúng rồi, spinning top đó. Đó. Đó thì và còn tùy thuộc vào cái cây nến này nữa. Cây nến này nếu mà cây nến này kết thúc tháng này, hôm nay mới mới có ngày 19 thôi, chưa kết thúc tháng này chúng ta chưa biết gì hết, nhưng cây nến này nó sẽ là một cây nến bao trùm tăng. Theo dự báo thì trong tháng này kết thúc thì cây nến này sẽ là cây nến bao trùm tăng. Bao trùm tăng, nó sẽ đúng ra nó là cái thế nến bao trùm tăng rồi này. Đó. Nhưng mà nó bị xả hàng, một số đối tượng xả hàng đây nó bị giảm xuống. Bây giờ nhưng mà chúng ta vẫn cứ ôm thế thế này, chúng ta sẽ mua quanh hết khu vực này, vùng đây là vùng hỗ trợ mới ha, vùng đây đó. Từ 139, 139 cho đi, cứ về về từ 148, 149 tới 139 trong 10 giá đó chúng ta có việc cơm hàng, chúng ta sẽ có việc cơm hàng. Đây là cái vùng hỗ trợ khá mạnh, có hỗ trợ của trendline cung cầu, và có thể nói là mô hình chiếc cốc á, nó quay về đây và chúng ta sẽ xúc lên, chúng ta sẽ gom hàng.
Thì lần này nó reach out á, thì anh chị biết rồi, nó reach out thì nó đi sẽ rất xa ha. Lần này reach out sẽ đi rất xa. 160 chỉ là tạm thời thôi. 160 chỉ là đi lên nó tạm thời trong năm nay thôi. Chứ còn nếu mà nó reach out thì nó sẽ đi lên tới 180, chứ không phải là ngắn vậy đâu. Chúng ta có thể đo thử nha. Chúng ta sẽ dùng Fibonacci, chúng ta đo thử xem nó gì đâu ha. Này ít chức năng quá, không có giống như trên cái Trading View. Fibonacci thái lui. Rồi, ví dụ chúng ta coi cái đây là cái đáy đi. Này, chúng ta kéo từ đây, chúng ta kéo trên này, chúng ta xem là cái đáy mới ở đây. Rồi, đó. Đó. Thì ở vị trí này. Nó sẽ về đây. Trong khu vực này. Trong khu vực giữa 161.8 và 2.161.8 thì nằm trong khu vực này thì nó phải về trong khoảng từ 170 đến 180. Đó, đó là điểm chốt lời sắp tới của chúng ta. Đó là khu vực đó. Tùy thuộc vào cái đáy mới nó nằm ở đâu. Ví dụ nếu mà cái đáy mới nó xa hơn tí nữa thì nó sẽ khác. Mà đáy mới ví dụ chúng ta dự báo nằm nằm ở đoạn này thôi, nằm ở vị trí 148 thôi, tầm 148, 146, 147 gì đó thì chốt lời cũng cho sẽ nằm trong khoảng này, nằm trong 180. Đó là 180 thì tất nhiên để mà dọt lên tới vị trí này thì sẽ cần những cái cây nến như thế này, cần cây nến thế này, thì cây nến thế này cũng mất vài tháng, nếu nhanh thì vài tháng. Còn không chúng ta sẽ đợi qua 2018, chúng ta sẽ trữ con này thời gian dài hạn khoảng cỡ 6 tháng đến 1 năm. Con này thì với lãi suất mà tăng lên khoảng cỡ để qua thử 30 giá, 30-40 giá với Vinamilk là quá tuyệt vời rồi anh chị ha. Đó. Anh chị có tiền nhàn rỗi thì anh chị cứ gom anh chị trữ ha, trữ con này. Thế con này thì xu hướng dài hạn thì con này sẽ lên rất đẹp. Rồi. Đó là con Vinamilk. Vinamilk thì các anh chị muốn rõ hơn thì các anh chị xem lại cái video phân tích lần trước. Phân tích lần trước nó có nói khá nhiều cái này rồi. Còn lần này chúng ta chỉ nói tại sao chúng ta gom hàng cái lúc này thôi. Tất nhiên để gom hàng cái này chúng ta cũng sẽ liên quan tới VN Index. Thế VN Index đang điều chỉnh. Đang điều chỉnh tí. Nó đang điều chỉnh này thì sau khi nó xong cái này nó reach out lên thì tất nhiên mọi thứ nó sẽ lên hết. Anh chị xem. Thế này là thế tốt rồi này. Còn thế tuần. Thế tuần thì có thể là mọi người cũng đang lo sợ cái vấn đề là nó sẽ mô hình gì anh chị biết không? Thế tuần á. Thế tuần này nó sẽ dễ vào rơi vào mô hình là mây đen bao phủ á. Mây đen bao phủ á. Nhưng các anh chị đó, sẽ rơi vào đó. Nhưng mà cũng chưa chắc. Tại vì nó đang nằm ở vị trí này, nằm vị trí này là vị trí hỗ trợ thì khả năng nó reach out lên rất cao, nên chúng ta cũng chưa chắc là sẽ mô hình mây đen phủ. Khi nào nó sẽ biến rớt xuống mây đen bao phủ á, xuống này luôn á, thì nó sâu sâu lắm thì nó chỉ về tới vùng này, về tới vùng này, đó, về tới vùng này rồi đi lên. Nên là chúng ta cũng không không có gì đáng lo ngại. Rồi, trường hợp này đó, đây giống trường hợp này nó đi trước rồi này. Trường hợp này nó đã lấp, nó về đây này, nó đi lên, nó phóng lên rồi này. Đó. Thế nó chạy giống nhau thôi, không có gì khác. Nói cùng là đại diện của VN 30 nó đại diện cho cả cái chứng khoán, nên là nó lần trước chúng ta này. Lần trước chúng ta cũng đang sợ cái nến Henryman này, nhưng cuối cùng kết thúc sao? Kết thúc là một cây nến xác nhận tăng. Thì cuối cùng là cái nhu cầu chúng ta giảm chúng ta lại không có đạt được. Mục tiêu chúng ta chờ dưới đây không đạt được sao? 696 á, anh chị lần xem trước xem video trước, mục tiêu dưới đây chúng ta không có là xác nhận tăng rồi. Nên là lực này sẽ còn lên dài dài hạn hả? Có thể lên ở vị trí 900 đến 1000 điểm trong năm nay. Có thể lên tới cái vị trí 806. Đây. Vực này.
Còn tùy thuộc bước qua năm 2018 nó rối nới room nữa, nó nới room ngoại thế nào nữa thì chúng ta sẽ xem xét lại. À, nó sẽ cái lực mua nó sẽ tăng lên nữa. Rồi, đó là một em Vinamilk. Thì chứng khoán nó chỉ đơn giản sơ là anh chị nắm xong một số thông tin giá trị của công ty để anh chị quyết định mua thôi. Chúng ta không có cầu kỳ giống như cái Forex, là nó còn nhiều cái yếu tố để chúng ta ái vào, còn chứng khoán thì nó đơn giản. Rồi, chúng ta qua một cái mã tiếp theo, DHG. Đó. Thì cái DHG này đúng ra chúng ta phải chờ giảm sâu dưới vùng này này. Chờ giảm sâu dưới vùng này chúng ta mua lên. Tại vì cái thế này là thế đảo chiều. Nhưng mà dựa vào động thái trên tuần, với động thái trên tuần ha, chúng ta sẽ quyết định chúng ta sẽ mua trước và chúng ta dự báo luôn cây nến này trong tháng này, cây nến này sẽ là cây nến gì. Chúng ta sẽ dự báo giằng co chỗ này, nó quanh quanh vòng quanh chỗ này, thì cây nến này sẽ là cây nến quyết định đảo chiều của DHG luôn, kết thúc cái tháng này. Cây nến này sẽ là một cây nến doji ha, chúng ta sẽ dự báo luôn với cái động thái này thì cây nến tháng này sẽ là một cây nến doji, và sau đó cây tháng tiếp theo là chúng nó chỉ vọt thôi. Đó, anh chị để chỗ này. Rồi, rồi các anh chị thấy tại sao quyết định mua chưa? Bước qua tuần là anh chị thấy cái thế, cái thế là thế nến rồi đó, đảo chiều rồi đó. Anh chị biết cái nến nhà này biết gì? Đó. Rồi. Mục tiêu chúng ta gom hàng. 108. Đó. 108 cứ trên 1 về tới 108 thì chúng ta gom hàng. Một số anh chị kêu là không đạt nguyên 108 nhưng cuối cùng là xuống rồi không? Qua ngày mai nó là đạt 108 này. Đó, chúng ta cứ việc gom hàng. Đó. Thì tới cái thế này chúng ta sẽ gom hàng 109, 108, chúng ta có việc gom hàng để tránh trường hợp chúng ta bị hụt, thì cứ chúng ta gom hàng trên đó xong chúng ta trừ hao lại xuống dưới chúng ta đặt chờ cho gom hàng tiếp. Cứ cho đặt điều kiện, lại điều kiện là cứ dưới 100 mấy chúng ta gom hàng, dưới 108 chúng ta gom hàng vậy, chúng ta gom hàng đó. Tại vì một số cái thông tin nội bộ tốt nữa là DHG sắp tới cũng mở room nữa, mở room ngoài nữa 2018, nên là nếu với cái lực này thì khối ngoại sẽ mua rất nhiều và cái cặp này cái thế này sẽ đảo chiều, sẽ lên xa ha. Mục tiêu cái em này cũng đặt nằm trong khoảng 130, 130 là gần á, 130 là đặt là đỉnh cũ, đặt đỉnh cũ sẽ bị áp lực bán, chứ mục tiêu con này phải là lên tới 160 lần, lên tới 160 lần đó, lên 160 ha. Mục tiêu chúng ta sẽ lên 160. Chúng ta cũng kéo cái Fibo chúng ta kiểm tra. Rồi. Chúng ta kéo cái Fibo kiểm tra thì nó nằm trong khoảng này. Khu vực này. Chúng ta xem đây là một cái đáy luôn rồi. Sau này sắp tới là sẽ là một cái đáy luôn của tháng rồi, nó thành là Kadori luôn đó, một cái đáy tháng. Và ta kéo trên đỉnh gần nhất, xuống tới cái đáy gần nhất thì nó sẽ tạo ra một cái vùng, những cái vùng vị trí mà liên quan tới đây giữa hai khu vực này. Đó. Thì chúng ta dự báo sẽ nằm ở 160 là vị trí chúng ta chốt lời khá tốt. 160 nếu cao nữa là lên tới 180. Thì chúng ta trữ con này cũng trong 6 tháng đến 1 năm. Chúng ta sẽ kéo. Chúng ta sẽ xả hàng vào cuối năm sau. Xả hàng vào thì được xả hàng vào cuối năm sau. Đó. Thì chúng ta trữ con này và chúng ta kiếm cổ tức của hai cái con Vinamilk và DHG vào cuối năm nay. Cái thế này. Còn tất nhiên nếu nó còn xuống hàng nữa thì các anh chị việc gom hàng. Cái vị trí lần trước chúng ta càng quan trọng nhất là chỉ vị trí cái vùng này tiếp theo này. Các chị tắt cái rồi. Ok. Rồi, đó. Tại vì ngay chỗ này nó có cái sự hỗ trợ
của Trendline. Thì chỗ này chúng ta sẽ gom hàng sẽ ok hơn, là ok, tức ok nhất ha, theo kỹ thuật. Nhưng mà do một số cái động thái của Việt Nam nó hay chạy theo trước một số cái vấn đề về tin tức nội bộ này kia đồ thứ á, nên là chúng ta sẽ quyết định chúng ta sẽ gom hàng sớm ở trên vị trí này, sau đó về ta đặt vị trí như này thì chúng ta sẽ mạnh tay ha, chúng ta sẽ mạnh tay. Nếu mình đặt, nếu nó thủng về vị trí này chúng ta sẽ mạnh tay hơn, thì dưới này nó sẽ có hỗ trợ của vùng cầu và hỗ trợ của trendline, thì vị trí này chính là vị trí ở vị trí chín máy, là chúng ta sẽ gom tuyệt đối luôn đó. Còn trên này chúng ta sẽ gom nhưng mà chúng ta nhẹ tay, chúng ta chưa có có dùng hết lực mà chúng ta sẽ có nhẹ tay một tí. Còn nếu mà khi kết thúc cái tháng này đó là một cây doji rồi, các anh chị có việc mạnh tay ha, con gì có việc mạnh tay. Nếu mà anh chị thêm á cái thế này á, nếu cây này là một cái cây doji thì tổng kết của mô hình này các anh chị biết là mô hình gì không? Ừ, đúng rồi. Đó. Tổng kết mô hình chúng ta sẽ nhìn ra được là nó bị rít out xuống dưới. Nó bị rít out xuống dưới, sau nó bị đá lên trở lại. Thì nếu kết thúc này là một cây, nó là một cây pha kỳ, thì các chị cứ việc mạnh mạnh tay ha, xúc hàng thoải mái luôn, xúc thoải mái luôn. Nhớ nha, xúc tiền trong tiền để dư, chứ đừng có vay cầm cố hay là bán nhà hay là cầm cố nhà này kia để chơi ha. Nó này là chết ha. Đó. Ví dụ nó rơi vào mô hình đó thì chúng ta có bị xúc, thì mục tiêu chúng ta chỉ là 160 là đủ rồi, 160 là chúng ta có thể thành công rồi, lợi nhuận có mấy chục phần trăm rồi. Đó là những vị trí quan trọng. Rồi, còn tương tự những con mã chứng khoán khác cũng vậy, có nhiều anh chị có thể tại vì không thích thế giới động, không thích thế giới động về có vấn đề nó sử dụng cái điện máy xanh, điện cái bách hóa xanh của nó. Không thích nên là đang có nghi ngờ là nó giống cái hình thức là rửa tiền hơn, nên là không có đầu tư vô con này. Nhưng mà thế giới động thì anh chị biết rồi đó, nhìn đài thì anh chị biết là lật lên nó cũng khá đẹp, khá mạnh. Thì lần trước cái chỗ này, vị trí này là vị trí phù hợp này, thấy không? Các anh chị xem. Anh chị thấy cái thế nến này giống được cái cây nến hồi nãy không? Hồi nãy nói là giống mây đen bao phủ á. Đó, nó giống như mây đen bao phủ á. Giống mây đen bao phủ nhưng sao cuối cùng nó về đây nó gặp hỗ trợ như này. Đó. Sao nó bị đá lên thấy không? Đó, bị đá lên. Thì trường hợp cái nến tuần này, cái thế tuần này giống trệt cái trường hợp cái hai con nãy. Khi mà cái doji của tháng nó kết thúc tương tự thế này. Đó, thì là anh Việt cái việc thẳng tay. Đó, thẳng tay. Thì tuần với tháng nó tự tự nhau vậy đó, thì cái sau khi cái nến tháng cái nãy cái con mà con DHG nãy đó kết thúc thành cái tháng một cái nến doji thế này thì anh chị có việc thẳng tay. Phần lớn chứng khoán nó chạy theo hỗ trợ nhiều ha, nó chạy theo hỗ trợ, nó ít chạy theo chuẩn theo cô cung cầu, nó chạy theo hỗ trợ, nhưng mà chúng ta cũng vẽ cung cầu ra để cho vị trí là mạnh, nhưng phần chúng ta sẽ để hỗ trợ, để những vị trí hỗ trợ kháng cự. Đó, vị trí hỗ trợ kháng cự đây, ngay chỗ đây là thỏa điều kiện là cái đó, vùng này thỏa điều kiện của cầu này, nhưng mà trên đây nó chạy theo hỗ trợ nên lúc nào chúng ta phải có dự phòng, chúng ta sẽ mua dự phòng cái phòng vùng hỗ trợ, sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta chờ ở vùng cung cầu để chúng ta mua tiếp, nên chúng ta không được phép bỏ hỗ trợ. Ví dụ cái trường hợp thế giới động ở chỗ này chúng ta sẽ chờ mua ở vị trí này đó, đây tầm 110 á, có nghĩa là chúng ta sẽ chờ đây. Nếu ai mua thì chúng ta sẽ chờ đây. Đó, nó sẽ còn đi lên, nó sẽ test về đây rồi đi lên tiếp. Đó, vì vậy. Tương tự những mã khác nó cũng cũng giống địch nhau thôi. Thì phần lớn chúng ta chỉ lựa vào những cái con trong các những cái con này là những con mà em đã lọc hết rồi, lọc rất kỹ rồi. Những con này chúng ta sẽ xem xét, chúng ta sẽ đầu tư. Những chị thích con nào thì anh chị cứ việc đầu tư. Thì vấn đề là về kỹ thuật thì khá tốt, về kỹ thuật về những cái mã này nó khá tốt và về cơ bản cũng khá tốt nữa. Chúng ta ví dụ có cái Masan thế này nó chạy cực kỳ tuyệt vời. Rất tiếc là ngày xưa không có quan tâm tới nó. Đó này. Các anh chị xem. Gì thấy không? Có thế nên khi trên này anh chị xem cái vùng này này. Đó. Mà nó xuất hiện cái cây nến này này thì anh chị có phải thẳng tay chưa? Anh chị chỉ chờ nhiêu thôi,
nó cùng anh chị cái kiên nhẫn trên là điều chỉnh xuống, anh chị biết là vì theo mình học cung cầu rồi mình biết cái vùng này rồi đó, thì anh chị chỉ chờ cái nến này thôi. Có cái nến này là bắt đầu anh chị sang tuần là anh chị đập vốn, anh chị cứ việc thẳng tay thôi đó. Chúng ta không có cần phải cực khổ đi ra vô hàng ngày hàng tháng làm gì cho mệt, để chúng ta chờ cơ hội này. Thì đây chính là cơ hội chúng ta gom hàng, các anh chị xem gom vị trí từ 42 không, vị trí 42 mà anh chị gom lên tới vị trí 52 đó. Rồi sau là cái thế này nó còn đi nữa nha, thế này nó còn sẽ đi xa à, chưa phải dừng ở đây đâu, thế này đi xa, nó chỉ tạm thời nó tới lại nó gãy cái vùng ra thôi, nó chỉ điều chỉnh một tí thôi rồi nó sẽ tiếp tục break out đi tiếp à, nó chưa dừng ở đây đâu, qua tháng mới, qua tháng nữa, qua tháng nữa, tại vì nó sẽ rơi vào cái thế. Anh chị biết cái nến này với cái nến một, cái nến hai thì cái nến tiếp theo nó sẽ là một cái nến tương tự nhà nữa đó, nó sẽ rơi vào ba chiến binh trắng đó. Đó, nó sẽ còn đi nữa. Chúng ta hy vọng rằng nó điều chỉnh à, hy vọng rằng nó điều chỉnh à, nhưng mà với cái lực đi này thì khả năng sẽ không điều chỉnh sâu chứ này như mong muốn đâu, không điều chỉnh sâu như này đâu, mà nó sẽ à, nó nằm ở vùng vùng này là sáng phóng luôn. Đây đó, nằm khu vực này là nó phóng luôn à, nhưng mà con này xa rồi à, con này các anh chị không thơm nữa, các anh chị nên tìm những cái con nào mà nó bắt ngay đáy phù hợp chúng ta gom hàng thì tốt, chứ còn chúng ta không có thời gian để chúng ta lướt sóng nên nó không phù hợp, những con này khác không phù hợp. Hai cái con mà em hướng dẫn cho anh chị là đang cơ hội chúng ta sẽ gom à, để chúng ta đi theo một cái trend trend lớn của nó. Rồi đó là sơ sơ về chứng khoán Việt Nam thôi. À, về chúng ta sẽ quan tâm hơn những sản phẩm khác à, nhân phẩm khác thì trong cái chứng khoán Việt Nam này, chứng khoán Việt Nam này á thì các anh chị để nhớ là nó có nhiều cái tin nó ái chút, nên các anh chị cũng tham gia một cái đội nhóm sơ sơ về một cái số nhóm uy tín gì đó, họ sẽ có những cái tin nội bộ để biết chúng ta biết thôi chứ không phải chúng ta mua bán theo nó nha. Chúng ta biết biết để chúng ta à, họ chuẩn bị mua thì chúng ta lại chờ theo đúng quy luật của chúng ta để chúng ta mua, còn họ xả hàng thì chúng ta chờ, nếu họ xả hàng là có nghĩa có tin vịt xấu thì chúng ta chờ để chúng ta à, nếu đúng vị trí chúng ta cứ gom hàng chúng ta trữ đó, ví dụ vậy, cứ người ta tháo chạy à, chúng ta tìm cách để chúng ta gom vào đó. À, nhưng mà giao dịch cái kiểu mà theo tin tức này kia cũng chán lắm à, không có sướng nên là nó không có tập trung nhiều à, chúng ta có thể dành vốn khoảng cỡ cả trăm trên dưới 100 triệu thôi, ví dụ vậy, hoặc là nếu các anh chưa có thì có thể vài trăm triệu thì lãi suất của cái sản phẩm, mấy cái sản phẩm chứng khoán này thì khoảng tầm 3 tháng 6 tháng thì anh chị có thể kiếm khoảng cỡ 10% 10% 10% thì 1 năm có thể các anh chị có thể kiếm tầm mấy chục phần trăm đó, cũng là khá tốt nếu như tiền nhàn rỗi. Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ bước qua một cái sản phẩm của chứng khoán của Mỹ. À, chứng khoán của Mỹ thì các anh chị mà nắm được những cái chứng khoán của Mỹ này thì nó sẽ ổn định hơn nhiều, nó chạy sướng hơn nhiều so với chứng khoán Việt Nam. À, nhưng mà đổi lại thì số tiền đầu tư chứng khoán của Mỹ cũng sẽ khá cao, tại nó tính tiền đô la cũng khá cao. À, nhưng mà chúng ta không cái kiểu mà mua bán theo kiểu chứng khoán Việt Nam, nó được cái là nó mua bán theo kiểu chứng khoán của theo kiểu Forex nên là chúng ta sẽ dễ dàng, số tiền nhỏ chúng ta có thể mua bán được. À, chúng ta không phải đầu tư số tiền lớn à, một mã chứng khoán chúng ta chỉ cần bỏ ra 2 triệu thôi à, chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận 2 triệu thôi đó. Thì sẽ hướng dẫn cho anh chị cái qua hệ thống của đây, trước giờ đây chơi cái chứng khoán của FX Pro chơi khoảng cỡ được 5-6 tháng gì đó nhưng mà phần lớn là hệ sóng nó không có chuẩn nên đã thay đổi ra một cái hệ thống mới. Thì cái hệ thống này khoái hơn nhiều so với dùng MT4 khoái hơn nhiều anh chị ha. Các anh chị dùng thì anh chị biết nó sẽ khoái hơn nhiều, mặc dù nó sẽ có nhiều cái điểm củ chuối. Thứ nhất là nó giới hạn cái stop loss chúng ta, stop loss chúng ta không được linh động, có nghĩa là chúng ta không được đặt mức cái ngưỡng thấp quá thấp, hoặc là chúng ta chúng ta không được đặt quá cao, không được quá cao, nhưng đổi lại đổi lại ha, đổi lại chúng ta lại có nhiều cái lợi cái đó. Đầu tiên chúng ta lợi thứ nhất là chúng ta có thể tham khảo cái lợi đầu tiên của này, chúng ta có thể tham khảo những bậc thầy
nhóm một thầy. Và thầy ví dụ đây chúng ta nói về công ty Berkshire Hathaway. Đó, đây là đó. Thì ngay chỗ này các anh chị để ý chỗ này. Đây anh chị để ý cái này. Anh chị để ý cái này được rồi. Với vô vô một cái cao thủ nào đó cho anh chị để ý cái phần này, thì cái nơi này chính là nơi sưu tầm tất cả các lệnh của một cái của bậc thầy này. Thì đây ông này thì chỉ chơi chứng khoán thôi, Buffett thì chơi toàn là chứng khoán thôi, ông không chơi ông không chơi cái crypto đâu đó. Thì đây thì ông mua tất cả những sản phẩm, thì trong này có 33 con đó, 33 con. Ông này ông phần lớn ông mua là không có theo kỹ thuật, mà ông mua theo kiểu đầu tư theo kiểu là định giá ở ngoài thị trường, định giá thấp làm xúc bây giờ định giá thấp, và ông luôn mua theo kiểu như là theo một cái tiêu chí rất đặc biệt của ông. Nên là đôi khi chúng ta sẽ không mua theo nha, đừng thấy ông mua là chúng ta sẽ mua theo, mà chúng ta sẽ biết cách chờ điểm, chúng ta tham khảo những con này mua. Đầu tiên khi tham khảo những người cao thủ thế này thì các chị không cần kiểm tra cái cơ bản nữa, có nghĩa khi tham khảo những người nổi tiếng rồi các chị không cần kiểm tra yếu tố cơ bản nữa. Có nghĩa là 33 công ty này là 33 công ty số 1 trong, có nghĩa là top trong 100 1000 công ty tại Mỹ. Vì thế các anh chị không cần phải mất nhiều thời gian nghiên cứu về chính sách công ty làm ăn phát triển thế nào nữa, mà các anh chị chỉ dựa vào yếu tố kỹ thuật của chúng ta để chúng ta tìm điểm vào lệnh tốt nhất để chúng ta trữ hàng thôi, chứ chúng ta không cần quan tâm tới cái chuyện mà yếu tố cơ bản nữa. Yếu tố cơ bản là có người khác làm cho chúng ta rồi đó, là tuyệt vời. Trên này hệ thống này các anh chị xem, anh chị xem được tất cả các vị trí stop loss, vị trí mua bán của người này luôn, cái lệnh này luôn đó. Ví dụ vậy vô các anh chị xem, đít vào từng lệnh các anh chị xem, là anh chị xem được là ông này ông đang stop loss ở vị trí 40 và tắt fit ở vị trí 127 đó, và cái giá hiện tại đó, cái giá ông mở đó anh chị xem đó, và hiện tại cái tỷ lệ lỗ của ảnh đang là vị trí lỗ 0,34% đó, và ngày mở là mới mới mở về đây thôi, ngày 7 tháng 9 thôi, mới mở lệnh vào ngày 7 tháng 9 này thôi đó anh chị xem. Có nghĩa là trên này nó có lợi điểm là nó có 4,5 triệu nhà đầu tư, trong đó quỹ lớn tập trung trên này cũng khá nhiều, là cơ hội để chúng ta học hỏi từ những bậc thầy, những người đã từng thành công những thành công, và chúng ta xem họ mua bán những gì, và chúng ta dựa vào những điểm này chúng ta phân tích lại. Rồi đó, đây là những cái rất cơ hội rất tốt. Ngoài ra ở Việt Nam cũng có một số người đầu tư ở Việt Nam, ví dụ đây đây có thể là top trong 200 người thì cái người này đang là top top ha. Hiện tại trong 12 tháng qua là họ lời được khoảng cỡ 30% đó, 30%. Thì chúng ta cũng có thể xem qua họ mua cái gì, mua bán cái gì đó. Đây, họ cũng chơi chứng khoán và crypto, Bitcoin này, thấy không? Ethereum này, đó, Ripple này, đó, Litecoin này, đó, cũng có những con thế này. Và còn lại, các anh chị xem, còn lại. Và một người này có thể nói một người này khá hay, khá hay cái là gì, họ trữ hàng, họ gom hàng rất lâu, họ giữ hàng rất lâu, nhưng mà có cái dở là họ quá nhiều lệnh, hay là có kiên nhẫn, có giữ trữ hàng lâu, có thể giữ cả năm trời không chốt, nhưng rất nguy hiểm, tại vì họ liên tục họ bay với số lượng lớn thế này. Họ liên tục họ bay, có thể nói là cái thói quen của người Việt Nam là hay cái martingale quá, hay cái đè xuống là đè lên xuống đè lên vậy đó, nên là cái này cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà thắng không nói gì ha, mà thua một phát là anh chị bắt số tiền khá lớn ha. Anh chị xem 1% phải không, bao nhiêu lệnh phải không đó, các chị ngốn cái đống này là anh chị ngốn tới mười mấy phần trăm tài sản rồi đó, thấy chưa đó. Trong khi Warren Buffett thì chỉ một lệnh duy nhất, chưa bao giờ thấy cặp nào hai lệnh hết. Đó, ví dụ vậy. Đó, đây này, không? Đó, anh chị xem. Nè, họ có kiên nhẫn thật sự là đây. Lệnh mua từ 2016 giữ cho tới hôm nay.
tỷ suất lợi nhuận của họ là tới ba mấy phần trăm, ok đồng ý. Và những người như thế này là coi như đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng, đầu tư giá trị tốt, ok đồng ý là cái khoản này. Nhưng cái khoản mà liên tục mua thì cái khoản này là overload, quá tải và quá vốn. Nếu chỉ cần thị trường nó đi ngược xuống thôi, nó có biến cố đi ngược xuống thôi thì tài khoản này sẽ bành sát, tài khoản này sẽ bành sát, bành sát ha. Tại vì quản trị vốn đó, anh chị xem tôi mua tầm mấy chục lệnh nó thao đó. Đó nên là các anh chị đừng có học theo, đừng học theo này, chúng ta chỉ ba tiếp diễn thôi, chúng ta đừng có quá tay như thầy, chỉ ba tiếp diễn thôi, chúng ta ba vị trí quan trọng để chúng ta xuất hàng thôi, có nghĩa là ba lệnh thôi, ba lệnh là đã nhiều lắm rồi. Còn các anh chị xem ha, bánh sát thiệt chứ không phải giỡn đâu. Đây anh chị xem, qua bậc thầy nha. Tại vì họ không lường trước được thị trường sẽ có đi ngược, không phải lúc nào thị trường cũng đi thuận chúng hướng chúng ta nha, thị trường lúc nào cũng có sẽ đi ngược. Anh chị xem, anh chị tham khảo đi qua, em tham khảo thử một cái mã mà doanh lợi nhuận cao nhất qua của bậc thầy này nha. Rồi cao nhất chúng ta xem qua là đây, 6.5. Rồi chúng ta xem qua. Rồi anh chị xem một lệnh duy nhất, đúng rồi, hơn cả bánh xác luôn đó. Một lệnh duy nhất nha, xem hết nha anh chị, xem sơ qua lướt nha. Đó anh ha, anh chị xem chỉ có một lệnh duy nhất thôi, cứ cho là bây giờ xem cái lệnh lỗ nhất đi nha, thử xem có ông có tăng lệnh, ông tăng lệnh mua không, cũng không, dù có lỗ bao nhiêu phần trăm, có 10 phần trăm nữa, ông vẫn giữ một lệnh duy nhất đó, và ông sử dụng chỉ có 1 đến 2 phần trăm vốn đó. Thưa anh chị xem, mà trong khi người Việt Nam mình đó là cứ xuống là quất 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 quất, cứ lần hai 1%, 1%, chục lệnh, chục phần trăm đó, chỉ cần biết vậy thôi là có nghĩa là cái độ quản lý rủi ro của mình, mặc dù thắng thì thắng đó, nhưng cái quản lý rủi ro mình cực kỳ thua kém đó. Coi rồi mình xem qua này, cái invest thì qua thấy em, ông này ông đầu tư cái con lớn nhất, ông tin tưởng nhất cái con này là 10%, con này 20 đó, những cái con mà ông tin tưởng nhất thì ông sẽ ông dùng tới đó, ông dùng tới 17%, 17% vốn, anh chị xem đó. Thấy không? Mà dù có ảnh có nghĩa là 17% vốn mà anh mua đúng một lệnh duy nhất đó. Thấy không? Còn chúng ta là 17% giãn ra tới 17 lệnh đó. Là có nghĩa là cái thói quen cũ là cái thói quen là kiểu martingale á, cái đó là cái cách học của người, thói quen cũ đó, martingale đó, ví dụ vậy. Thì đây là các anh chị giúp cho anh chị tham khảo. Trước giờ em cũng không phát hiện ra cái kênh này, thật sự sau khi phát hiện ra cái kênh này mới thấy được là mình có lại, mình là lại có một cái niềm hy vọng, một cái niềm tin tưởng rằng mình học theo những người thành công đó, học theo những người thành công và theo dõi họ làm như thế nào và đứng trên vai của họ là chúng ta sẽ thành công. Thì đó là lý do tại sao là chúng ta sẽ nghiên cứu hết những cái ông này và chúng ta sẽ add hết tất cả những cái mã này vào cái hệ thống của chúng ta, và chúng ta hàng ngày nhiệm vụ chúng ta chỉ quan tâm những cái mã này và chúng ta tìm ra vị trí vào lệnh để chúng ta mua. Ngoài ra chúng ta còn có những cái tổ chức khác nữa, các anh chị có thể tham khảo. Đây hiện tại em chỉ quan tâm tới mấy những người này, ngoài ra cũng có những tổ chức này chuyên về những công ty, chuyên về những công ty về kỹ thuật đó. Đó đây điểm chung hết những công ty này là công ty quỹ lớn nha anh chị ha, mấy công ty này là nắm cả tỷ triệu đô, có tỷ đô đó, trên tài khoản này là cái tỷ đô đó, tỷ đô chứ không phải là thường đâu nha. Với cái 20% này là cái bán hết cái tài gia sản của mình, hay là gom bao nhiêu hơn hơn gom tất cả anh em mình lại, không bằng á, không bằng mấy cái tổ chức này đâu nha. Đó nên là đó, đây những người có chữ invest này là những người là quỹ, thuộc dạng quỹ lớn ha, phải có giấy phép quỹ thì thường xuyên mới có chữ này. Còn bình thường với những cá nhân bình thường thì nó chỉ có chữ copy thôi, có chữ copy thôi, có nghĩa copy lệnh thôi. Còn cái này là những cái tổ chức, là những người nào muốn tham gia với hệ thống này là bắt buộc phải đó, bây giờ là phải 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 có invest tối thiểu là phải 5.000,
5.000 đô mới được sử dụng cái lệnh invest. Đó, anh chị phải có tài khoản 5.000 anh chị mới tham gia được. Đó. À, sắp tới sẽ có, để đợi xây dựng profile này ổn lên sẽ có. À, các anh chị cứ yên tâm chuyện đó. Đây, profile đang xây dựng đây. Tại mới biết cái trang này thôi. Chứ nếu mà trang biết này lâu rồi thì chúng ta sẽ có chuyện đó lâu rồi. Tại vì cũng cũng vì chúng ta lại tập trung vô MT4 hoài, chúng ta cung cầu chúng ta trong môn, chúng ta không quan tâm tới cái này. Nhưng bữa nay phát hiện ra cái này hay quá thì phải giới thiệu cho anh chị. À, để sau này anh chị vươn tầm thế giới luôn. À, RAM test rồi không được. À, RAM nó không có chạy. À, cái quỹ RAM của Robo nó dở quá. Chạy chạy xong cái tự động nó ngưng ngưng, muốn ngưng ngưng à. Nên là không có dùng nữa. À, RAM không có dùng nữa ha, bỏ. Đã khi có cái thằng này rồi thì RAM chả là cái quái gì hết, chuột hết. À, chả là cái quái gì hết. Nên là chúng ta quan tâm tới cái này thôi. Thì trong này nó có nhiều các anh chị xem. Đó. Đây, đây là những cái lệnh. À, những cái lệnh đây là cái này là cái đây, cái đường link này, đường link chung. Bữa trước trong cái group lead cũng gửi cho anh chị rồi. Ở đây là link chung và xây dựng profile này sẽ để sau này cho anh chị luôn. Đó. Anh chị muốn copy hay muốn làm gì làm thì anh chị cứ việc vô đây. Đường link này. Đó. Thì đây là những cái lệnh mà đang thực hiện mua bán. Thì những cái điểm mà tốt để chúng ta thực hiện lệnh mua bán. Rồi, anh chị xem. Đây. Thì họ mua bán nhưng mà chúng ta lại chờ những điểm quan trọng về kỹ thuật chúng ta mới mua. Đây là những con này là những điểm quan trọng đó. À, những quan trọng đó thực hiện lệnh mua và chỉ được sử dụng 3% 3% vốn, 3% vốn, thay vì chúng ta cứ 1 2 3 lệnh thì chúng ta làm luôn 3% vốn để chúng ta mua. Và tương tự thế chúng ta cũng có những cái lệnh crypto. À, thì cái lệnh này nó bắt buộc nó dùng tới 250 đô lận. À, nên là chúng ta cũng có bắt buộc phải dùng sử dụng tới 8% vốn lận. À, 8% vốn tại do tài khoản chúng ta chỉ có 3.000 máy thôi. À, nên chúng ta phải chịu. Đó. Thì dưới này thì nó có tổng kết lời lỗ. Ở trong này nó có tổng kết đầy đủ lời lỗ cho chúng ta xem đây. Đó. À, đây là vốn, đó, bây giờ đó. Có tổng kết. Bây giờ đó thì anh chị có việc về tham khảo thêm. Còn bên này chúng ta sẽ đi phân tích hai cái con mã chứng khoán mới mà lát nữa là chúng ta sẽ có cơ hội, chúng ta sẽ vào lệnh, là hai con đã đặt, đang đặt trước các anh chị xem thôi, hai con này. À, anh chị ha, đã đặt lệnh rồi từ sáng rồi, sau khi phân tích xong là đã đặt lệnh từ sáng rồi, 9 giờ mấy sáng đã đặt lệnh từ sáng rồi ha. Nhiệm vụ là chờ đúng tới 8 giờ rưỡi là thị trường mở cửa, là hai lệnh này sẽ active, hai lệnh active ha. Đó, active. Còn những cái lệnh này là lệnh chờ tiếp diễn, lệnh chờ tiếp diễn. À, bây giờ chúng ta quan tâm hướng dẫn cho anh chị hai cái mã này. Hai mã này thì hồi sáng đã phân tích và đã gửi cho anh chị rồi. À, bây giờ chỉ nhắc cho anh chị xem lại những cái điểm lưu ý thôi. Rồi, anh chị xem. Rồi. Anh chị thay xem. Thì thật ra những cái hai cái mã này là có Warren Buffett cũng mua nha. Ông mua rồi. Ông mua, ông đang âm. Tại ông mua sớm, ông mua trên trên này này, ông mua trên ngày này này. Ông mua trên cái này là. Còn với kỹ thuật mình thì mình không mua đó, mình phải chờ dưới này mình mua. Đó, ông mua cái đó nên là ông đang âm khoảng cỡ mấy phần trăm đó. À, thì chuyện đó chuyện của ông, còn chúng ta là học là chúng ta sẽ dùng kỹ thuật để chúng ta tìm điểm chúng ta mua. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật để chúng ta phân tích vào. Thì đầu tiên là cái con này. Các anh chị xem. Thì đây thực ra nó đơn giản thôi. Anh chị cứ anh chị nối chứng khoán nó mới có được sơ sơ nên là mọi thứ nó chúng ta chỉ cần vẽ vài đường là chúng ta nhận ra được cái cơ hội giao dịch thôi. À, các anh chị xem. Đầu tiên là các anh chị không thể nào bỏ quên ra được cái kênh giá. À, kênh giá lớn ha. À, không thể nào bỏ quên được kênh giá lớn. Có chứ? À, tất cả mọi người đều có, ông đó là có cố gắng hết đấy. Có cố gắng nhưng mà phần lớn là giao dịch theo kiểu không phải chuyên nghiệp kỹ thuật, chuyên nghiệp cơ bản. Rồi các anh chị xem thì anh chị thấy được cái điều gì, điều này thấy được cái điều gì, sau khi vẽ kênh giá thì anh chị thấy được cái gì, thấy được cái gì, cái này, cái trường hợp này có phải là rít ao kênh giá không? Đó, có thể rít ao kênh giá, không phải rít ao giả.
mà read out kênh giá, read out lên khoảng kênh giá, thì nhiệm vụ chúng ta read out lên thì chúng ta được cái gì? Khi nó read out lên kênh giá thì chúng ta đợi gì? Chúng ta đợi test gì chúng ta mua lên không? Đó, chúng ta sẽ đợi test lại kênh giá. Phá kênh giá, đợi test lại kênh giá. Read out lên trên. Chúng ta test lại. Thì test lại đây. Và nhiệm vụ chúng ta tìm vùng cung vùng cầu ở đây, tìm vùng cầu ở đây để chúng ta tìm dấu chịu đáy chiều chúng ta mua lên. Đó. Thì đây, đây là cái giai đoạn nó test lại. Đó, nó test lại đây, anh chị xem nó test lại. Đó. Đó. Thì nó test lại, nhiệm vụ chúng ta là chờ đảo chiều pricing chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua. Rồi. Và khi nó có anh chị xem. Sẵn đây chỉ cho anh chị cái tại sao để chúng ta vẽ được những cái đường sóng như thế này. Đây thực ra nó có cái mẹo thôi, nó không có khó lắm để cho anh chị khó vẽ cái này đâu, chúng ta sẽ dự báo. Đó, thì khi nó phá kênh giá nó test ở đây. Và các anh chị thấy nó đang nằm ở vị trí nó nằm vị trí gì anh chị biết không? Anh chị thấy cái đường này không? Quen thuộc không? Đó. Đường ôm ai đó. Nè, anh chị đường ôm ai 20 đó, anh chị quen thuộc không? Đó thấy không? Ok. Là coi như là có điểm hỗ trợ ha. Là một điểm hỗ trợ mạnh. Thứ hai, nó test lại lần nữa, nó kiểm chứng lại một vùng cầu lần nữa. Nó đã kiểm chứng một lần rồi nè. Đó, nhưng là kiểm chứng thêm một lần nữa là hai lần. Mà lần này thì nó kiểm chứng nó mạnh hơn, là nó có sự hỗ trợ của thằng đường EMI. Còn lần trước đây nó không có. Đó, nên là kiểm chứng lần này thì kiểm điểm này là cực kỳ mạnh ha. Những cực cực mạnh để chúng ta sẽ quyết định cái chỗ này. Đó. Và sau nữa là cho anh chị xem. Đây. Đó. Anh chị xem cái chỗ này. Ngay chỗ này chưa phải là cái điểm kết thúc, thì anh chị phải nhớ, anh chị phải tìm cái điểm đối diện, đối xứng nó. Có nghĩa là ngay ví dụ chúng ta dự báo là ngay chỗ này là một cái đường like, đường kênh giá đúng không? Chúng ta nhưng chưa chắc là kênh giá, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cái điểm tương quan của hai điểm, hai đỉnh. Nếu hai đáy chưa có thì chúng ta phải tìm hai đỉnh, mà nếu hai đỉnh chưa có thì chúng ta tìm hai đáy. Cách vẽ cái kênh giá chị như lần trước có chỉ rồi anh chị rồi. Nếu chỗ này nó có hai đáy trước thì chúng ta nối hai đáy để chúng ta tìm hai đỉnh. Còn nếu mà hai đáy chưa có trước thì chúng ta tìm hai đỉnh trước. Sau đó chúng ta vẽ song song, ta tìm được hai đáy. Đó. Thì đây, các anh chị xem. Anh chị xem thấy để được vẽ kênh giá thế này thì anh chị cái đây có điểm. Đây có điểm, các anh chị nối hai cái đường này ra. Đó. Sau rồi anh chị lấy cái đường song song này, anh chị kéo xuống dưới đây thì anh chị khó được điểm đây. Nó trùng hợp với cái kênh này. Nó sẽ có một cái điểm nối ra đây luôn, nó chính xác luôn. Nó khá chính xác luôn. Rồi, các anh chị biết thế này là chắc chắn em này ngay sau này sẽ biến thành một cái đáy mới để tạo thành một kênh giá đáy mới. Anh chị sẽ đoán được điểm nào là sẽ điểm đáy mới luôn, tạo thành một kênh giá đó. Thì dựa vào đó thì chúng ta sẽ có được cái kênh giá thế này, chúng ta sẽ vẽ được kênh giá thế này đó. Rồi bây giờ có được kênh giá rồi thì anh chị biết chắc chắn em nó sẽ đi thế này thôi, nó đi cái dài thôi đó. Còn nó về đâu, tại sao nó về đây, tại sao nó về đây, tại sao về đây, thì chúng ta sẽ ước lượng, chúng ta sẽ tìm có cách để chúng ta xác định cái điểm đó. Các anh chị xem. Đó. Thì sóng Elliott lần trước có đưa cho anh chị rồi, trong sách Forex 100, trong cái chương thứ 3, thứ 4 gì đó, nó có cái sóng Elliott, anh chị có thể nghiên cứu đó thêm. Thực ra, không cần nghiên cứu sâu, không cần xem thông số, không cần nhiều, mà nó trên nền tảng là kênh giá thôi. Các anh chị học chuẩn theo kênh giá cho em là đủ. Và kênh giá, nhiệm vụ kênh giá là cứ chạy thế này. Rồi, kênh giá nó chạy thế này. Đó, nó chạy theo những đường song song như vậy. Và anh chị biết cái luật kênh giá là gì? Anh chị nhớ cái luật kênh giá không? Anh chị nhớ cái luật kênh giá không? Kênh giá là không được phép như thế nào? Rồi, quá tam đúng không? Rồi, chứ anh chị nhớ trong đầu là nhớ đừng là không được quá tam thôi. Thì sóng Elliott nó cũng giống như chạy. Đó. Có nghĩa là anh chị biết được kênh giá, anh chị vẽ đường ray kênh giá, thì lúc đó anh chị lấy cái đường sóng Elliott ra, anh chị lấy cái đường sóng Elliott ra, thực ra cũng chỉ là vẽ cái đường sóng đi thôi. Nhưng mà anh chị vẽ Elliott ra để cho thế giới biết rằng là chúng ta đang nhận định theo phân tích Elliott, thực ra nó chính là một phương pháp của kênh giá bình thường thôi, chẳng có gì hết á. Kênh giá và không quá tam của chúng ta thôi, quá tam sẽ tạo thành một kênh giá mới. Đó, vì thế là chúng ta biết điểm này luôn luôn là điểm số 0.
và chúng ta nối là cái đỉnh gần nhất là điểm số 1, và sau đó đây là sóng 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 lên ha. Đó, sóng lên. Còn sóng hồi thì đó, sóng hồi chúng ta biết rồi, sóng hồi thì giống trệt như là test về vùng cầu thôi, thì nó tạo ra điểm số 2. Đây nó có sẵn hết rồi. Chúng ta chỉ việc đáy đặt 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 lên, không cả trải có gì khác ở đây. Ví dụ đây. Đó, nè chúng ta này, test này, test này, test này, test này, test này, test. Đó, nối vậy thôi. Rất đơn giản. Đó, nên là chúng ta rất đơn giản. Nhưng mà để vẽ được nó, chúng ta phải biết được cái vị trí về cung cầu. Đó, và chúng ta sẽ đo. Chúng đo phần Fibo DC để ta tìm những điểm này này. Chúng ta có thể đo cũng được, nhưng không cần đo cũng được. Chúng ta có thể lấy đường song song. Ví dụ ta có đường thứ nhất, đường này song song. À, chúng ta có đường thứ nhất. Thì chúng ta sẽ lấy cái đường thứ hai, lấy đường này. Chúng ta vẽ sao cho đường này nó sẽ song song với đường này. Đó, song song đường này. Giống như nãy chúng ta vẽ kênh giá là nó sẽ tạo ra đường song song thế này vậy đó. Đó. Đó, vậy thôi. Đó. Chỉ hình nó cùng là chúng ta chỉ ước lượng thôi, chứ thực ra thị trường nó sẽ chạy. À, nó sẽ lệch lệch tí, nhưng mà chúng ta sẽ ước lượng thôi. Đó. Thì những cái đường song song thế này là chúng ta sẽ có điểm mới, điểm đây chính là điểm dừng tiếp theo của nó, và sau đó nó hồi về đây. Và tại sao chúng ta có được cái điểm 4? Những điểm 2, điểm 4 là chúng ta lấy điểm gì? Làm sao chúng ta có được điểm những điểm thế này, anh chị nào biết được không? Điểm này là điểm dừng chỗ nào, và điểm dừng ở chỗ này, tại sao điểm dừng chỗ này? Đó. Có chị nào biết không? Thường xuyên những cái điểm mà rồi test lại thì nó sẽ chạm cái gì? Hồi test lại nó sẽ chạm thứ nhất đường chéo. Ok. Rồi, điểm thứ hai cung cầu. Ok. Điểm thứ ba trendline kênh giá. Ồ, cứ thế thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ dự báo cái điểm mới, điểm tiếp theo của điểm dừng, điểm hồi test thì luôn luôn dựa vào ba yếu tố. Thứ nhất, đường chéo. Breakout kênh giá. Đó, rồi cung cầu trendline. Đó thì điểm đây. Thì điểm đây chính là cái điểm giao nhau của đường chéo này. Không? Và sẽ là test lại vị trí cung cầu hỗ trợ. Ở đây. Đó, ngay vị trí này. Có nghĩa tại sao? Khi nó breakout out lên đây. Đó. Khi thị trường nó breakout out lên, giá nó breakout out lên trên thì nó sẽ test lại. Thì ngay chỗ này tất nhiên khi nó test lại thì ngay chỗ breakout out chỗ này nó sẽ có một cái vùng. Người ta gọi là vùng cầu ngay chỗ này. Đó, chắc chắn là sẽ có vùng cầu, chúng ta biết trước nó vùng cầu này. Đó, và nó có đường chéo thì chúng ta sẽ chọn điểm 4 là điểm dừng ở đây. Đó, mọi thứ chúng ta sẽ vẽ logic hết, chứ không phải là tự nhiên chúng ta vẽ cái điểm như chỗ này đâu. Đó. Rồi sau đó chúng ta cũng tương tự chọn điểm 5, chúng ta dự báo điểm 5. Điểm 5 chính là cái điểm song song thôi. Điểm 5 là rất dễ, điểm 5 chính là điểm song song của đường này thôi. Đó. Đó, điểm làm sao? Còn những cái điểm thế này, dừng điểm dừng đây. Đó, điểm dừng ở đây. Thì phải tìm cho được cái, những cái vị trí đường chéo ha, cung cầu, trendline, hỗ trợ, kháng cự. Đó. Còn điểm điểm 3, điểm 5 này, nếu trong chứng stock á, trong stock mà nó đi theo một chiều thẳng á thì chúng ta không có xác định được điểm 3, điểm 5 chuẩn. Nhưng nếu trong forex, nếu trong forex thì chúng ta xác định điểm 3, điểm 5 dựa vào gì? Anh chị biết không? Tại vì nó chạy theo hình sinh nha này. Nó chạy theo hình sinh liên tục đúng không? Thì anh chị sẽ có được điểm 3, điểm 5. Điểm 3, điểm 5 dựa vào cái gì để chọn hai điểm này? Rồi, còn gì nữa? Đây. Nãy giờ có quan trọng nhất mà anh chị không nói. Hào không, chưa có ai nói được à. Cái quan trọng chúng ta học là cái gì? Đúng rồi, đây nè. Đây nè. Dựa vào cung cầu nè. Cung cầu là quyết định đầu tiên trước đã. Sau đó chúng ta tính nói chuyện khác. Ta vẽ vùng cung ra. Đó, ta vẽ vùng cung ra. Nó sẽ tới vùng cung, nó sẽ dừng. Ở đây thì cặp này nó đã là đỉnh mới nên là nó không có. À, để chúng ta tìm cái cặp mà có. Đầu tiên chúng ta phải xem xét tới là vùng cung. À, nó sẽ tới vùng cung, nó sẽ chạm vùng cung là nó sẽ đá xuống. Vùng cung hay đỉnh cũ hay là gọi kháng cự, đó, nó sẽ đá xuống. À.
À nè, chúng ta vẽ đây, đây. Chị xem. Ở đây điểm gì đây? Đó, đầu tiên chúng ta phải nghĩ tới ngay là vùng cung trước. Sau đó là gì nữa? À, kinh giá. Sau đó là gì nữa? Là hỗ trợ kháng cự, là kháng cự. Đó, những vị trí trên cầu là phải kháng cự đó. Đó, kháng cự chứ không phải hỗ trợ à, kháng cự đó. Những cái điểm này đó, chúng ta phải dạy đó. Thì cách đơn giản chúng ta vẽ là chúng ta dạy đó, đó. Để có những điểm 3 này chúng ta sẽ vẽ cái điểm này. Đó, ví dụ vậy, đó. Đó, thì đi đâu đi lại thì nó cũng đi đi theo thứ nhất là cung cầu, hỗ trợ kháng cự, đỉnh đáy. Đó, thì chúng ta dựa vào đó chúng ta vẽ ra và chúng ta vẽ ra được những đường sóng thế này. Và những cái này đi rất rất chuẩn nha, đi rất 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 giống. Đã phân tích từ mấy lần trước đi rất giống rồi, các anh chị xem. Đi rất đẹp, có nghĩa là đây là cái tối giản của Elliott. Chúng ta không cần phải phải làm học cái cách học phức tạp của sóng Elliott. Nếu chúng ta không có kinh kinh không có cái thầy mà chuẩn gì Elliott dạy cho chúng ta, này chúng ta sẽ sử dụng cung cầu, áp dụng cung cầu vào để chúng ta phân tích. Ví dụ chúng ta qua qua thằng Bitcoin đi, Bitcoin để nó chạy, nó sẽ chuẩn. Ethereum đi, đây. Đó. Anh chị xem ha. Đây, ước lượng ở chỗ này. Anh chị bấm like lại anh xem. Đó, thấy không? À, anh chị kéo cái đường này lên, rạnh lên trên này thì anh chị sẽ nó sẽ biết nó dừng ở điểm này. Đó, tới điểm này nó xuống. Đó, anh chị sẽ ước lượng. Nè, tới đây, nó trên này nó xuống tới đây số 4 chạy lên số 5, nó dừng. Đó, ví dụ vậy. Chúng ta vẽ chỉ cần xác suất gần đúng thôi là chúng ta đã khá thành công rồi. À, đây là của tháng mấy? Ngày 13 tháng 8 chúng ta xem. Đó, tới số 5 thấy không? Anh chị xem. Thấy chưa? Nó sẽ có điểm thứ 5, rồi số 5 sau nó xuống, nó chạy lên chạy xuống gì đó, ví dụ vậy đó. Thì chúng ta vẽ như vậy, chúng ta tập vẽ hoài, chúng ta quan, chúng ta biết được đường đi. Và khi cái phân tích chúng ta cực kỳ pro, ai nhìn vô ai cũng sẽ biết được là là nó chạy thế nào, ví dụ vậy đó. Thì bây giờ đây là trước giờ không chỉ cho anh chị vẽ, bây giờ sẽ chỉ cho anh chị vẽ để coi. Đó, thì anh chị vẽ cái này cho nó quen, nó quen. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ biết được, thực ra nói là kênh giá thôi. Nói Elliott cho nó cao siêu vậy, thực ra nó chỉ là một cái kênh giá bình thường thôi, kênh giá và bước sóng thôi. Kênh giá chúng ta hồi giờ chúng ta học kênh giá rồi, không được quá tam thì nguyên tắc của nó. Đó, bây giờ đó. À rồi, đó thì đây cái trường hợp chỗ này. Thì chúng ta ước lượng được nó sẽ đi như thế này và mục tiêu chúng ta sẽ xúc con này. Xúc con này, mở cửa là chúng ta xúc luôn. Nó lên tới đây vị trí này. Lên tới vị trí này chúng ta có thể chốt lời, cũng khá xa đó, chúng ta có thể chốt lời đạt tỷ lệ mà cứ 20% là chúng ta có thể chốt lời. Sau đó nhiệm vụ chúng ta sẽ chờ cho nó test gì đây một lần nữa, chúng ta sẽ xúc lần nữa. Còn nếu không chúng ta sẽ đầu tư giá trị. Thì khi nó lên tới đây rồi nó test gì đây thì nhiệm vụ chúng ta làm gì cái đây, chúng ta sẽ làm gì cái đây nếu chúng ta không chốt lệnh lời, chúng ta không chốt lời, đúng rồi, chúng ta sẽ mua tiếp diễn. Chúng ta sẽ đợi fraction đảo chiều cho đó, chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung lợi thế, tăng vị thế. À, và mục tiêu chúng ta sẽ dừng ở đây. Mục tiêu dừng ở đây. Đó, bây giờ thì đây cũng tương tự thôi, đây chúng ta vẽ cái vùng cầu với trendline ra thôi. Đó. Nó sẽ khá tốt. Thì anh chị tập vẽ thêm cái này, anh chị nghiên cứu thêm ha. Tại sao biết tại sao? Không phải một kiến thức nào đâu, ngoài ra chúng ta cùng xem nữa. Hiện tại hai cái Elliott và cái Wyckoff á, nó được ở sử dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán của Mỹ. Nên đó là lý do tại sao là áp dụng nó trong chứng khoán và sau nó đưa vô trong Forex áp dụng luôn hả? Tại thật ra những cái phương pháp này người ta giao dịch cho thị trường của stock chứng khoán là chính. Còn những người sau này là người ta đãi qua thị trường Forex, thị trường này kia khác thôi, chứ thật ra gốc phương pháp này là của thị trường chứng khoán. Đó, vì vậy thì chúng ta sẽ giao dịch. Đó, anh chị xem. Thì cách vẽ thế này dễ lắm, chứ anh chị nhớ vẽ kênh giá,
Xong rồi anh chị như đã chỉ cho anh chị nãy giờ đó, anh chị tập hoài cho nó quen đi, anh chị sẽ có được cái cách, những cái cách mà chúng ta sau này chúng ta sẽ áp dụng cho tất cả thị trường, tất cả thị trường ha. Tương tự như thế, chúng ta sẽ có cái mã nữa, hồi nãy chúng ta nói là cái mã đây ASTA nữa. Rồi. Trong này nó có hay cái là nó bỏ ra tiền nó cũng đáng giá lắm, chia ra từ vị trí quản lý rồi sướng lắm. ASTA. Đây LXMA này, ASTA đây. Đó, đây anh chị xem. Rồi, anh chị xem. Thì đây cũng tương tự thôi. Đây cũng tương tự thôi. Cách cách cái giống hệt nhau hết, chúng ta có được đường trên. Chúng ta có được đường trên và đường dưới, chúng ta đã có hai điểm rồi nè. Chúng ta có sẵn rồi, đây nó có sẵn luôn rồi nên là chúng ta không ngại nữa. Đây nó nằm trong kênh cái kênh luôn rồi. Nó có sẵn rồi. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba rồi. Thì ba điểm thì chúng ta biết rồi. Nè, nó có sóng này Elliott này, và sóng này là sóng cuối cùng, sóng tăng là sóng tăng cuối cùng này. Sóng tăng chỗ này, sóng tăng cuối cùng. Đó. Sóng tăng cuối cùng, đây là cơ hội chúng ta xuất hàng vô. Chúng ta sẽ xuất hàng vô. Đúng ra thì chúng ta xuất xuất sớm như này đây, những anh chị nào biết thì anh chị xuất sớm như này rồi, tại con này mới phát hiện ra thôi. Mới phát hiện ra nhờ nhờ cái tham gia cái eToro này mới phát hiện ra con này của Buffett mới phát hiện ra con này thôi, chứ trước giờ không để ý con này. Đó. Và điểm dừng tiếp theo là điểm ở chỗ này. Thì điểm ở chỗ này chỉ là điểm song song thôi. Điểm song 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 này thôi. Đó, dạ thôi, đơn giản vậy thôi. Còn điểm dừng đây thỏa điều kiện rồi. Thỏa điều kiện chạm kênh giá này, chạm vùng cầu rồi. Điểm dừng thỏa điều kiện rồi. Còn điểm dừng dưới đây nó chỉ gần thỏa điều kiện của vùng cung rồi nè. Đó. Đó. Gần thỏa điều kiện vùng cung đó, chị xem nè. Đó. Thì có thể nó không thỏa điều kiện vùng cung mà tại do gặp hỗ trợ đây nè. Những cái vùng hỗ trợ chỗ này nè. Đó, dạ thôi. Con chúng ta đã thỏa vùng cung thì nó bị xa một tí nhưng mà nó nằm trong con kênh giá thế này, chạy đó điểm này. Chúng ta sẽ gom hàng cho đây. Và anh chị xem này. Với khung tháng này, các anh chị nhận ra được mô hình gì không? Khung tháng thì chị thấy nhận mô hình gì không? Nó đang test gì mô hình đó, đang kiểm chứng lại mô hình đó. Mô hình gì anh chị? Không phải vai đầu vai ngược à. Rồi. Đúng rồi. Thì đây cũng là chiếc cốc tay cầm luôn. Và hai đáy. Chỗ này nó test lại này. Đó. Đây là hai đáy này. Vít out lên này, test lại này. Điểm đây điểm test lại cái đường neckline này, đây là điểm neckline này. Đó, xong rồi vít đi lên này. Đó. Đó, anh chị nhớ chỗ này thôi. Thì đây là cái điểm test lại, điểm test lại chỗ này. Vùng này là vùng chính, là vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ ha. Test là hỗ trợ. Và hỗ trợ của đường gì nữa? EMA 20. Đó. Thì cái thế này nó sẽ còn đi xa ha, thế này sẽ đi xa. Và sau đó anh chị xem. Khi nó lên tới trên này, có thể nó chạm tới ngay đoạn này thôi. Ngay cái đoạn đỉnh cũ đây là coi như là nó đã xong, nó xong mô hình. Nhưng các anh chị xem, khi xong mô hình xong nó sẽ thải ra một cái trường hợp mà chúng ta sẽ quyết định đến định luôn cái hướng trước đi của nó nữa, là nó sẽ đi sao anh chị biết không? Khi nó xảy ra đây thì nó sẽ phá ra gì? Đó, thấy mô hình tam giác không? Thì sóng tiếp theo sẽ đi thế này. Đó. Đó. Nó phá đỉnh thì nó test lại. Xong rồi sẽ đi theo một cái kênh giá mới, nó đi theo một cái đường kênh giá mới anh chị ha, nhớ chỗ này. Đó là lý do tại sao đặt chỗ này, tại sao đặt cái chỗ đường cái đường đường màu vàng, anh chị xem màu vàng không, tại sao đặt chỗ này? Tại dự báo rằng sau khi nó phá đỉnh xong, nó phá đỉnh xong và nó break out khỏi cái đường tam giác thế này thì chắc chắn nó sẽ test lại đây. Đó. Thì cái đoạn test chỗ này á,
Cái đoạn test này nó sẽ có một con sóng, người ta gọi là sóng gì anh chị biết không? Cái đoạn test này, nguyên cái đoạn test thẳng chỗ này này, nó là một con sóng. Anh chị biết sóng là sóng gì không? Trong cái đoạn này nó sẽ có một con sóng nhỏ, người ta gọi là sau khi hoàn thành sóng Eliot. Đó, thì nó sẽ tạo ra một con sóng A, B, C. Đó. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi kết thúc 5 xong, nó sẽ tạo ra một cái sóng nhỏ là A. Vậy đây là A này, B này, C. Rồi từ cái điểm C này mới đảo chiều đi tiếp tạo được một cái sóng nữa. Tiếp tục sóng là Eliot tiếp. Đó, các chị có thể xem lý thuyết, anh chị sẽ biết. Thì ngay đoạn hồi này, ngay cái đoạn này nó sẽ test lại, thì trên cái đoạn này chính là sóng ABC test lại. Và điểm đây là nó có cái điểm quan trọng là điểm thứ nhất là đường chéo nè, đó rồi hỗ trợ nè, đó, hỗ trợ ha, và có thể là cung cầu luôn, có thể là vùng cầu luôn. Thì ngay đấy điểm này sau khi hoàn thành này sau chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ chờ mua tiếp cái vị trí này, chúng ta theo một con sóng mới, theo một con sóng mới ha, con sóng mới thì cực kỳ nó hùng mạnh nữa đó. Đó là lý do tại sao đưa hai cái đường màu like. Là thứ nhất điểm này lên tới đây xong cái việc của mình đã, là thứ hai chờ test ở đây tiếp là chính là cái đường màu hồng này đó, mua thêm màu hồng để làm gì, dự báo luôn là cặp này sẽ mua dài hạn, khá dài hạn ha, đó để cho anh chị biết là cặp này sẽ mua dài hạn, có thể là giữ trong vài năm. Và với số tiền anh chị đầu tư vào trên kênh, trên cái kênh này anh chị đầu tư đây, anh chị đầu tư vào anh chị có thể giữ dài hạn. Đó. Lát nữa 8 giờ rưỡi anh chị xem, còn 10 phút nữa cho anh chị xem hai cái lệnh active, hai cái lệnh mà nó đang là chờ đây này, đang là chờ đây, nó sẽ active cho anh chị nó như vậy. Đó. Thì cái thế này, đó là lý do tại sao đặt thêm một cái đường thế này để cho anh chị biết là trong tương lai chúng ta sẽ xuất hàng tiếp. Đó. Anh chị xem, mọi thứ là gì, nó theo tuân theo quy luật đó, đó về vùng cầu bay lên, về vùng cầu bay lên. Đó. Mô hình test lại điều chỉnh lên và đây cũng tương tự vậy thôi. Đó, bay lên. Đó. Rồi thì với cái chứng khoán này phân tích cũng tương tự có gì khác, nhưng mà được cái lợi cái là chúng ta dựa vào những bậc thầy, dựa vào những bậc thầy ha. Đó, những bậc thầy có họ tham dự, họ mua rồi chúng ta xem. Đó, thì ngay cái vụ này trong hệ thống này nó có hệ thống copy. Cái copy people này là dành cho những cá nhân, còn những cái invest là dành cho tổ chức tài chính quỹ, đó dành cho những người gọi là tạo thành một cái quỹ lớn dùng chung để chúng ta có thể invest vào quỹ, mà tối thiểu sử dụng cái này là 5.000 ha, như đã nói rồi á. Ở đây anh chị có thể xem những cái quỹ nào mà có cái độ risk, độ risk tầm 3% trở lại thôi. Đây risk này quá lớn rồi này, risk này quá lớn này, risk này lớn là tại sao, sử dụng đồng bại quá lớn, đồng bãi hơi nhiều á, họ sử dụng đồng bãi họ mổ liên tục á, đó. Đó, thấy không? Thấy không? Thấy những nhà đầu tư chân chính chưa, những nhà thành công chưa? Đó. À, luôn luôn họ sử dụng, có nghĩa là nhiệm vụ của họ là bảo vệ tiền chứ không phải là họ kiếm tiền, bảo vệ tiền trước ra, bảo vệ quỹ trước ra. À, còn những người mà lúc đầu nghĩ tới kiếm tiền thì chắc nhiên trả giá rồi đó, trả giá. Làm sao chúng ta bảo vệ tiền chúng ta trước ra? Thì đó chúng ta sẽ quan tâm những cái người ở quản lý, đúng rồi, họp với những người này là quản lý rủi ro. Chúng ta học là chúng ta học cách này, học cách này ha, đừng ta học theo khóa cái thói của người Việt ha. Mới học cái vài bữa le que, mới cái vài tháng xong cái là nó kêu không phù hợp cái này kia, rồi rồi đi đi quánh tá la tá là cháy tài khoản, xong là vô vô thế này thế kia với người này với người kia, thực ra chả biết núi cao gì gì hết. Rồi bây giờ chúng ta xem, đó là hai cái mã của stock mà chúng ta sẽ dự định, lát nữa chúng ta sẽ xem là nó active hai cái mã mới như thế nào, cho anh chị xem cái cách active của nó. Thì thật ra những cái đặt lệnh thế này anh chị có thể dễ dàng tìm hiểu, nó không có gì khó. Chúng ta sẽ đặt này, anh chị xem cái playlist chúng ta có thể đặt là crypto này, crypto để chúng ta chia sẻ những cái con về cái này ra riêng ra để chúng ta theo dõi, và chúng ta được chia sẻ này là những con chúng ta đầu tư dài hạn chúng ta đưa vào đây, và những con khác chúng ta theo dõi thì chúng ta có thể đưa khác.
chúng ta đưa những clip khác chẳng hạn đó, chúng ta theo dõi ví dụ vậy. Dễ, nó tuyệt vời. Anh chị xem nó có hai cái này nè, 4,5 triệu người à, con này chỉ người ta chỉ có bài thôi đó. Thì dựa vào đây anh chị nào dám bán không đó, ví dụ đây à, này, tất nhiên cũng có 2% là ngông này, 2% ngông là bán xuống này đó, chị xem nó đo được, là có nghĩa là nó đo trên này, nó chỉ đo là số lượng người thôi, số lượng người của 4,5 triệu người chơi trên hệ thống này thôi nha, chứ không phải là tất cả hệ thống nha, nên chị để đấy đó. Nhưng mà cũng có thể họ sẽ đo được dựa vào cái thông số của chứng khoán. Chứng khoán thì ok này, tại chứng khoán là thông cái data tập trung, nên họ biết được là bao nhiêu người phần trăm là đang buy và bao nhiêu phần trăm đang bán, thì họ biết được, thì đây đó người ta đánh giá được cái số lượng buy này, thì không có thằng điên nào đi sẽ đè đầu bán xuống hết á. À, như vậy đó, ví dụ đây là con những tương tự những cái mã crypto này cũng 99% buy này đó, ví dụ vậy chị xem. Rồi, đó là hai cái mã chứng khoán nước ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ đi hai cái crypto, hai cái loại tiền điện tử. Rồi, thì nói về tiền điện tử thì các anh chị biết rồi, không phải tiền nào cũng đầu tư được ha. Tiền nào không phải tiền nào cũng đầu tư được. Vì thế chúng ta phải phải biết. Thì đầu tiên chúng ta phải ví dụ chúng ta muốn đầu tư vào một tiền đó, chúng ta phải tìm hiểu công dụng. Công dụng ha. Công dụng ví dụ như chúng ta có thể tìm Google. Đó, ví dụ tôi tìm tiếng Việt chị đi. Xem qua những người mà đã từng đầu tư, những người mà trong web uy tín. Họ nói gì với đồng tiền đó. Coi như chúng ta chưa biết gì đi, ví dụ như chúng ta chưa biết gì đi, thì người ta nói đây, 5 đồng tiền. Đó, ví dụ đây. Thì họ sẽ giới thiệu ra những cái này và họ đưa những dẫn chứng để chúng ta đọc, chúng ta đầu óc chúng ta có mà, suy nghĩ chúng ta có mà, chúng ta sẽ biết được là điều nào đúng, điều nào sai. Bài viết này mục đích giới thiệu về cho người dùng, hay là bài này mục đích là để chém gió chơi, để chém gió rồi để cho những người khác vào ôm. Chúng ta đọc chúng ta sẽ biết được. Đó. Thì thời điểm cái này là tháng 5 năm 2017 thì họ đưa ra năm con này. Đó, năm con này. À, thì anh chị biết là năm con này thì có vốn hóa thị trường lớn. Đó, thì năm vị trí nhất, nhì, ba, tư nó sẽ thay đổi liên tục, tại do thị trường nó thay đổi liên tục, giá nó thay đổi thì lúc đó nó sẽ thay đổi. Thì trong đó người ta nói à, con này giá trị là vàng này. Đó, không? Rồi. Tiếp theo. Rồi. Đó, con này thì lúc cái thời điểm tháng 5 á thì con này nó đang là xếp ở vị trí thứ hai. Vị thứ hai, nhưng bây giờ con này bây giờ nó đang vị trí thứ ba rồi, nó còn thứ hai nữa. Đó, thì con này vị trí thứ ba, bây giờ đọc lên từ vị trí thứ hai. Đó. Thì con này được mệnh danh là đó, là bạc này. Và con Ripple được mệnh danh là đồng. Đó, ví dụ vậy. Đây. Thì chúng ta chỉ cần tập trung vào những cái con thế này, những con đó. Những con thế này. Và những cái con này thì chúng ta chức năng của nó, chúng ta đọc qua thì những cái chức năng của nó không có được gọi là tốt bằng những cái con kia, thì những con này chúng ta có thể thực hiện lệnh mua bán thôi, mua bán thôi để giao dịch kiếm kiếm tiền lời thôi, chúng ta không quan tâm tới trữ hàng. Còn những cái con nào mà tốt, mà cảm thấy có tương lai, ví dụ những cái con này Ripple để dành cho ngân hàng, tương lai về ngân hàng đó, ngân hàng, thì chúng ta đầu tư nó. Và hiện tại giá của nó cực kỳ thấp nữa, giá nó đang có không phết mấy thôi, không phải mấy đô la thôi đó. Thì chúng ta có thể đầu tư dài hạn. Và cái con Ethereum đó, Ethereum này thì nó tăng lên tới mấy ngàn phần trăm trong trong năm nay thôi đó, thì lợi nhuận nó từ vị trí dưới mà nó bây giờ dọc lên vị trí đứng thứ hai rồi đó, vì vậy. Thì con này hiện tại là tất cả Intel này, rồi Microsoft này, rồi bên Putin của Nga, hay bất cứ những cái nào, những nước mà lớn lớn, những nước mà gọi là đều sử dụng cái con này vào, và có thể được sắp tới là sẽ được là giống như là chấp nhận trên toàn thế giới luôn. Nó sẽ đi theo đàn anh của nó là Bitcoin. Đó, ví dụ vậy. Còn còn con này thì tương lai tất cả ngân hàng 190 ngân hàng trong tổ chức ngân hàng lớn thế giới nó sẽ áp dụng, sẽ sử dụng, thì đó là cơ hội tốt tuyệt vời nữa. Thì
khi mà tất cả ngân hàng đều nhúng tay vào đều sử dụng con này thì tất nhiên con này sẽ tăng, và lúc đó chúng ta sẽ hưởng lợi. Hiện tại chúng ta chỉ bỏ có 4.000 máy tiền Việt Nam thôi để chúng ta mua, chúng ta có thể tích trữ là 10.000, 100.000 Ripple chúng ta trữ. Ví dụ vốn dần rỗi của chúng ta khoảng cỡ 50 triệu, có 100 triệu, chúng ta không chúng ta sẽ mua mua con này chúng ta trữ. Nếu như chúng ta trữ đi đó, thì giá cái đá này là cực kỳ thấp rồi, chúng ta trữ đi, chỉ khi nào cái này nó đóng cửa luôn á thì chúng ta bị mắc thôi. Còn nếu không thì cứ tương lai nó có nhích ít nhiều nó cũng đi lên đó. Nó lên nhiều thì chúng ta lời nhiều, mà lên ít thì chúng ta sẽ lời ít. Và thứ hai nữa, con này nó có tác dụng sau này, chúng ta có thể dùng nó để chúng ta trao đổi hàng hóa chúng ta này kia đủ thứ, chúng ta liên thông với chuyển tiền cho những người trên thế giới mà chúng ta không bị kiểm soát. Chuyển tiền, ví dụ bình thường ở Việt Nam chuyển ra nước ngoài rất khó khăn, ra ngân hàng không thì dễ chuyển được, nên chúng ta có số tiền Ripple này chúng ta chuyển đi nước ngoài không ai biết chúng ta làm gì hết đó, rất dễ dàng. Và sau này có một đặc điểm nữa, 5 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa thì tất cả các sàn sẽ hỗ trợ tất cả tiền này luôn, tất cả các sàn Forex dài nó sẽ hỗ trợ tất cả các tiền này luôn. Thì anh chị ví dụ như Việt Nam cấm không cho sử dụng, không cho sử dụng giao dịch Forex, không cho sử dụng thẻ để nạp tiền ở nước ngoài nữa, thì anh chị có cái ví này, anh chị có cái ví này là anh chị có việc nạp tiền chơi bình thường thôi, rồi anh chị rút về ví này anh chị cắt, nó đang bị ẩn danh mà đâu ai biết anh chị có tài sản thế nào đâu đó, nên là quá tuyệt vời, nó có nhiều ý đồ lắm. À cái ví lạnh thì lát nó sẽ ví lạnh thì em lên lát em sẽ nói đó. Thì khi mà trữ những cái sản phẩm này như anh chị biết á, chắc khi sử trữ những sản phẩm này á, mà chúng ta mua số tiền lớn liên quan tới vài trăm triệu mà chúng ta lại đặt lên một cái nơi mà chúng ta không cầm nắm được, nó cực kỳ nguy hiểm đó, anh chị biết rồi. Tất nhiên cái gì mà tâm lý chúng ta mà không cầm nắm được khi không sở hữu không gì đó là chúng ta sợ. Tại một ngày đẹp trời chúng ta vui vẻ, tại mặc dù giá trị lớn đó, một ngày đó chúng ta vô có tự nhiên log in vô cái tài khoản chúng ta là trắng, mắt trắng hết trơn, sạch hết, do bị hack. Bên kia đâu làm gì được đâu, kêu là tài khoản anh bị hack tôi không biết, tại do gì đó cuối cùng anh cũng mắt trắng tay không có gì hết. Hoặc là điên nữa là cái sàn bị đóng cửa, giống như sàn BTCE đó đóng cửa, ví dụ vậy. BTCE đóng cửa, thì tất cả tài sản chúng ta mất hết. Đó là cách lưu trữ online. Lưu trữ online thì tất nhiên với những ai nào một số tiền nhỏ thì chúng ta sẽ trữ online, còn với những người nào mà số tiền đầu tư lớn lên tới hàng trăm triệu, hoặc là số tiền cả đời chúng ta làm việc mà cực nhọc mà chúng ta mới đầu tư để chúng ta làm tỷ phú sau này, mà tự nhiên tới lúc mà giai đoạn chúng ta lại trở thành tỷ phú rồi, chúng ta lục ra tài khoản để chúng ta bán, tài khoản nó không không đồng, thì các anh chị thế nào? Anh chị có nhảy lầu tự tử thì chứ làm gì bây giờ? Rồi thì để giải quyết trường hợp đó thì chúng ta sẽ có một cái chuyện khác để thay thế. Chúng ta sẽ để tới trang này. Đã mua thành công rồi ha, đã mua mọi thứ đã thành công và chuẩn bị nhận hàng để trữ rồi. Sắp tới sẽ trữ xong rồi sẽ có bài hướng dẫn cho anh chị, hướng chị anh chị lưu trữ cái này. Tại vì trước giờ em cũng không hứng thú trữ mấy hàng này, nhưng mà sau khi nghiên cứu kỹ công dụng của nó thì tuyệt vời. Và sau này cái hướng mình là hướng đi định cư nước ngoài nữa, sống ở nước ngoài nữa và không muốn dính líu tới chính phủ Việt Nam, thì những cái gì này nó tuyệt vời. Chúng ta có thể đi quẹt thẻ mua sắm, hay là bất cứ chuyển giao cho ngồi tiền bạn cho bạn bè, hay là cho ai mượn, hay làm gì kia, hay đầu tư gì đó, chúng ta dễ dàng không ai bị kiểm soát tiền chúng ta hết. Đó. Mặc dù ở đây cũng đã lâu lắm rồi, từ 2015 tới giờ là không sử dụng tiền tại Việt Nam để mà giao dịch với sàn nước ngoài, nhưng mà vẫn thích cái này. Thích cái này là để có thể nó biến chúng ta từ một người đã tự do tài sang gian thời gian tài chính rồi, mà tương lai lại tự do thời gian tài chính hơn nữa. Nó quá tuyệt vời, với số tiền đầu tư không lớn lắm, anh chị có thể bỏ khoảng cỡ 15 triệu đến 30 triệu, gom khoảng cỡ 3 đến 5 ngàn Ripple, bỏ trong 5 năm sau, 5 năm sau anh chị tự nhiên lấy ra anh chị trở thành tỷ phú đó. Nếu như cách đây đi qua tháng 3, lúc phân tích đầu tiên của Bitcoin, thì em phân tích đầu tiên của Bitcoin là 800 máy, 900 máy, mua ở vị trí 900 máy, mà từ tháng 3 tới giờ có nhiêu đâu, có mấy tháng đâu, mà có 5 tháng thôi, nó lên gấp 5 lần. Nếu hồi đó anh chị bỏ ra 20 triệu để mua một coin, 5 tháng sau anh chị có nhiêu trong tay, gấp 4 lần luôn. Anh chị có 80 triệu trong tay.
đó tham nó đâu có gì khó đâu. Nên là các chị đó đây thì cái ví này hiện tại nó đắt cháy hàng nha, rất hiếm hàng, hiện tại đã hết hàng rồi đó, nó không có nữa. Nhưng mà trong tháng 10 tới khi nào về hàng nó sẽ họ sẽ thông báo anh chị cứ việc đặt đi. Thì cái ví này nó rẻ, giá tiền nó rẻ hơn so với một số cái ví khác nữa, nhưng mà kiểu giá nó đẹp, nó vô cái USB nữa, nó đẹp, nó rất dễ thương. Các anh chị có thể mua sử dụng. Thì cái giá cái con này các chị có 1950 thôi, 1950. Hàng của nó là hàng bên Đức ha, à bên Pháp, thực ra nó bên Pháp mới đúng, hàng nó là gốc nó là Les. Đây anh chị có thể mua order trực tiếp từ 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 cái trang web này. Những anh chị nào đang ở nước ngoài ha, những anh chị nào đang Đức, đang Pháp, đang Hàn Quốc, đang Nhật gì đó thì order từ trực tiếp này, hoặc là mua trên Amazon hoặc là eBay. Thì con này nó đang giá là 58 euro này, tiền euro là khoảng cỡ 2 triệu, nó nằm được khoảng cỡ 27 á, 27 mấy á, euro là 27 mấy á. Đó, thì mua con này hoặc là mua con này đẹp hơn giống như iPad nè. Đó, tùy anh chị nào có nhu cầu thì anh chị có thể mua con này đó. Này giống cái máy đọc sách đó, cái máy đọc sách nè. Cái này thì khó nói lắm, cái này thì khó khó nói là nhưng mà tất nhiên những cái sản phẩm này là nó bảo hành cho mình 2 năm. Sản phẩm này là nó bảo hành cho mình 2 năm, thì sau 2 năm có còn chạy được không thì mình không biết. Thì sau 2 năm rồi thì cứ bỏ tiền ra, nếu nó hư thì bỏ tiền ra mua con khác thế thôi. 2 năm sau thì giá nó không còn giá này nữa, giá rẻ hơn nhiều. Chúng ta không quan tâm lắm tại chúng ta có backup mà. Chúng ta sẽ thay thế thiết bị khác thôi, điện tử thì tất nhiên nó sẽ có với tuổi tuổi thọ của nó. Nhưng mà chúng ta bỏ ra 59 đô còn hơn chúng ta mất 5 tỷ. Chọn nào? Ta bỏ ra 58 đô à? Bỏ 58 đô trong khi cái trị giá của chúng ta là tới bao nhiêu tỷ vậy? 58 đô nhỏ lắm. Chưa phải là 5 năm sau nha, 5 năm sau là có. 5 năm sau là mình giá nó lên thì chúng ta sẽ mắc chẳng hạn. Thì cái con này phù hợp thì chúng ta mua. Thì những cái con này nó quản lý mọi thứ là một cái giống như một cái ví, một cái sắt nhỏ mini vậy đó. Chúng ta sẽ chứa tất cả các loại tiền. Hiện tại nó đang hỗ trợ đây coi. Chúng ta xem nó hỗ trợ 15 loại tiền khác nhau. Đây các anh chị xem. Đó. Thì trong này nó có những loại tiền chúng ta quan trọng nhất là Bitcoin. Ha, loại vàng á, đồng vàng số, đồng bạc số. Đó. Và đồng số. Rồi. Ba sản phẩm mà chúng ta đang đầu tư đây. Đó, có đây là tuyệt vời rồi. Sau đó nó có thêm cái này. Đó, cái này. Đồng này. Đó. Những cái đồng này cũng là đồng khá tốt, đó, đồng này. Đó. Đó, rồi ngoài ra còn có những cái đồng khác nữa thì mấy cái đồng này các anh chị có thể nghiên cứu thêm. Ví dụ vậy. Đó, nhưng mà những cái đồng này là quan tâm nhất. Hiện tại em chỉ trữ ba cái đồng này. Còn đồng này là mua bán kiếm kiếm tiền, mua bán kiếm tiền, mua bán kiếm tiền, mua bán kiếm tiền thôi. Đó, thì cái đồng này thì ai nhiều người nói ok lắm thì cũng chưa tìm hiểu được, để sắp tới tìm hiểu thứ ra sao. Thì coi nhưng mà đồng này thì hiện tại nếu mà ở trên cái ví cứng này nó có rồi á thì chúng ta mua trữ ok. Còn nếu mà trên ví cứng này không có thì chúng ta lại lại khó khăn. Đó. Mà đang mê cái đồng khác. Đang mê hai cái đồng này này. Đây. Đồng này tương lai là dành cho những labor hả? Labor house. Đồng này là nói về lao động là sau này đồng này là thay thế như nè, nó giống như Uber đó. Đó. Nó diễn tả giống như Uber đó, Grab đó. Đó, anh chị xem cái đồng này. Đó. Đồng này có thể là một cái thay đổi, một cái kỷ nguyên mới trong 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 tính tiền lao động, trong tính tiền thanh toán lao động á, thanh toán tiền á. Thanh toán giờ làm á. Đó. Và một cái đồng nữa. Ubi nó đồng này. Hai cái đồng này đam mê. Hai cái đồng này mà khi nó xuất hiện trong cái ví điện tử đó thì đây sẽ gom hàng. Đây đang chờ. Đang chờ nó nâng cấp lên hai cái đồng này có trong cái ví này là đây sẽ gom hàng luôn hai con đồng đó nữa. Tại hai cái đồng này nó có ý nghĩa. Nó ý nghĩa. Nó ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó có những cái ý nghĩa mà chúng ta sẽ thu gom nó. Thu gom nó ha. Đó, bây giờ. Thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm, những anh chị ở đây có thể là nhiều anh chị chuyên gia về đồng tiền ảo hơn em rồi. Đây em chỉ chuyên về kỹ thuật về phân tích để tìm để mua đến bán thôi, còn những cái vấn đề khác thì anh chị có thể
trao đổi nhau, những thành viên nào biết thì anh chia sẻ cho nhau ha, chia sẻ cho nhau. Rồi ví này thì anh chị có việc mua đây thôi. Đó, đây đã đặt mua rồi, đặt mua là chuẩn bị giao hàng rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ còn thời gian lại chúng ta sẽ phân tích về kỹ thuật, còn nói sơ về những cái vấn đề này thì anh chị có thể tìm hiểu thêm ha. Rồi anh chị xem ở đây nó chia sao, thấy chart nó chia thành đây phân tích crypto thì sẽ có siêu thị crypto riêng, forex stock riêng, đó nó hay vậy đó, bỏ ra 60 đô một tháng nhưng mà nó có giá trị của nó lắm, có giá trị của nó. Anh chị xem dự báo là theo quy luật cung cầu dự báo là phải mua ở vị trí 3860 nè, đó nó đã chạm về 3860, nó không dính lệnh. Anh chị xem thấy cái sàn này nó cái sàn mà này, cái sàn này này lệnh chờ ha. Anh chị xem đó, đặt từ sáng sớm luôn đó mà anh thấy nó về đúng, anh chị thấy về đúng không, về đúng luôn mà không dính lệnh, anh chị thấy ghê không, thấy cái phí sàn này, phí sàn này cao lắm. Đã biết trước theo quy luật cung cầu về đó lên rồi đó, nhưng mà đặt không dính lệnh, vậy mới điên chứ. Thấy không? Vậy coi, đặt qua H4 kiểm tra thấy xuống đầu nha. Mà không dính lệnh nên chị thấy cao ghê không? Thấy không? Ghê không? Anh thầy chị thấy ghê không? Mình đã tính toán kỹ là có nghĩa là đúng ra theo quy luật á, theo quy luật là theo quy luật cầu là phải đặt mua ở đây đúng không, 7.000, 7.000 ta 7.800 đó đó, thì mình đã tính toán có hỗ trợ, anh chị xem tính toán hỗ trợ này đó, thấy không, tính toán kỹ hỗ trợ và đã đặt lệnh mua ở vị trí trước đó rồi từ sáng sớm, mà cuối cùng cái phí sàn này nó cao quá, nên là sau này rút kinh nghiệm. Nó cao quá rút kinh nghiệm, ồ thôi tăng lên lại tí nữa đi. Ví dụ vậy, sàn này phí cao quá nhưng mà tại do nó thôi kệ nó không sao, thì nhưng mà chúng ta có kinh nghiệm phân tích được rồi, hụt không sao, tại đây chỉ là lệnh tiếp diễn thôi nên nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều chúng ta nhiều lắm, lệnh tiếp diễn thôi. Rồi nhưng mà các anh chị có lo là theo cái thế này á, đúng ra chỗ này nó sẽ test sau này, chỗ này á đúng ra chỗ này ngay chỗ điểm này á là ngay chỗ này là phải đi chỗ này, nó phải đi sọt lên này trước này xong nó test ở đây nó mới đẹp này đó, nó chưa test đây là cho nó sẽ test trước này đó, nên là chưa biết là liệu khi nó lên tới trên này là xong nó còn nhúng trên đây không này đó, nếu nhúng đây rồi chúng ta vẫn còn cơ hội vào, chúng ta vẫn còn cơ hội vào không ảnh hưởng gì hết sau đó. Chúng ta xem tại chúng ta vẽ hai cái đường song song, anh chị xem hai đường song song thấy không, thì vì thế đúng ra nó lên tới đây này, nó lên tới đây thế này đó. 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 Nhưng mà chúng ta sẽ tính luôn là nó sẽ lên tới đỉnh luôn, tại vì Bitcoin thế này nó chạy nó quát một phát là lên ghê lắm, nó chạy nó không có kiểu giống kiểu là do cái nó lên nó quát ở đây thì nó tính toán cái điểm này luôn. Rồi sau này anh chị xem điểm hồi về khi mình vẽ sóng Elliott hồi về cũng vậy, dựa vào cái gì mình phải vẽ cái vùng này ra đó, thấy không, thì chính là cái điểm này đó, có nghĩa là khi mà lúc đi lên giá đi lên thì nó là một vùng cung, là vùng kháng cự, nhưng khi giá vượt ra rồi nó test lại thì cái vùng kháng cự trở thành vùng gì, là vùng hỗ trợ, thì chính là điểm số 4 đó. Khi đi lên thì điểm này là điểm kháng cự đó. Điểm kháng cự thấy không, điểm kháng cự để đá xuống, và khi đá lên được nó đá xuống rồi nó vọt lên lại, nó vọt qua được cái vùng này thì vùng này sẽ biến thành vùng hỗ trợ, chính là điểm số 4 đó, chúng ta dựa vào đó để chúng ta vẽ bước sóng tiếp theo đó. Vì thế các anh chị lo không lo, nó sẽ đá lên này, nó sẽ đá cái cú trong đêm này nó phóng luôn này, nó sẽ đá lên trong khu vực trên này xong nó test ra đây xong nó đá tiếp, có nghĩa là đặt vị trí 5.000 không xa nó đâu, cái Bitcoin này đặt vị trí 5.000 không xa đâu. Đây là một con sóng nhỏ, ngoài ra sóng nhỏ sẽ còn sóng lớn nữa, sóng lớn thì anh chị vẽ một cái đường song song này nữa đó,
sóng lớn đây này 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 đó, còn sóng lớn nữa nhưng mà chúng ta quan tâm ta quan tâm sóng nhỏ thôi đó. Như lần trước anh chị phân tích trước khi thế giới nó vị trí 3.000 thì mình nó là điểm của mình phân tích là trước là vị trí này rồi. Nó tầm 3996 á, 3996 hình như nhớ là 3996 đó. Là ba, tầm 3.000 gì đó, đó, ví dụ vậy, 3996. Là nó quay đầu lên. Đó, ví dụ thì các anh chị vẽ cái dòng sóng cũng tương tự, nó đúng thế rồi các anh chị vẽ thôi. Đó. Vẽ và điểm trên đây là điểm dừng của nó. Và anh chị biết rồi, ở đây vẽ bình thường thôi thì tất nhiên đây theo quy luật, cái đây là quy luật cung cầu. Quy luật cầu ha, mà nó không chạy về cầu mà nó chạy ở vị trí hỗ trợ. Thì lúc đó chúng ta phải đó lý do tại sao cho chờ hai điểm 2860. 2860 là cái điểm theo vị trí cầu của chúng ta học. Và điểm tiếp theo là điểm 3.000, 3.000 là điểm gì? 3.000 chính là điểm hỗ trợ. Đó, hai điểm. Điểm thứ nhất lúc nào chúng ta phải luôn để ý, phải lưu lý hỗ trợ, tại đôi khi một số chứng khoán, một số này kia nó sẽ chạy theo hỗ trợ, nó không chạy theo cung cầu. Và chúng ta phải để ý luôn luôn cho chúng ta phải dàn trải ra. Một số anh chị đặt lệnh hụt là sao? Cứ nhắm vô cung cầu mà quên tra cái hỗ trợ kháng cự, cuối cùng ai cũng hụt hết trơn, ai cũng hụt hết trơn. Nói vậy hụt xong rồi giờ trời tiếc quá trời, không mua không vô được. Nhưng mà nếu mà sáng ai mua ở vị trí mà mua kiểu trữ á, mua ở vị trí 2860 thì dính rồi đó. Nói vậy vậy rồi anh chị cũng tương tự, anh chị vẽ vẽ máy khác cũng tương tự thì máy này vẽ mấy cái đường song song thôi, anh chị ước lượng đó, đường song song với thằng này thực ra vẽ kênh giá thôi, nó rất dễ dàng cho anh chị tính toán cái sóng Elliott đó. Elliott chỉ đơn giản là vậy thôi, anh chị biết đừng có gì, không có gì cao siêu đâu. Sau này để sau này khi đi đi qua được học cái có cái khóa học của bên đại học GGU á, thì sau này nếu học được cái khóa học này đã chính thức có AL 6.5 đi học được khóa học này thì lúc đó về sẽ truyền lại cho anh chị bí kíp của phương pháp Wyckoff và Elliott. Đây. Anh chị xem ha. Các anh chị cứ hy vọng đi, hy vọng rằng sẽ cầu phước gì đó, chúc phước gì cho em để cho đậu được IELTS, cho đủ điểm để mà tham gia các khóa học của đại học này. Để học tuyệt kỹ võ lâm của hai phương pháp lớn nhất thế giới. Còn chứ anh chị nào mà có cái tuyệt kỹ rồi thì anh chị sẵn sàng đây, sẵn sàng bỏ ra là khoảng cỡ 600 triệu ha. 600 triệu để học khóa học này. 600 triệu đến 1 tỷ á, tầm đó, tại vì nó tới 3.000, 3.000 trên unit, 3.000 đô trên 3 unit, mà tổng cái khóa học này tới 16 unit lận, thì khóa học nó cũng tầm đó khoảng cỡ 600 triệu, chi phí với tiền ăn, tiền ở của bên Mỹ nữa, ở Cali, ở bên San Francisco nữa thì chắc cũng lên cả tỷ. Còn nếu không, muốn rẻ tiền hơn, thì chúng ta chỉ tốn 600 triệu thôi. Chúng ta học online. Đây có học online hả? Anh chị học online. Mỗi phương pháp nó có cái hay cái nó. Ví dụ như phương pháp cung cầu, chúng ta có tỷ lệ thắng 50-50 ha. Với tỷ lệ bảo vệ 1-3 trở lên, 1-2-1-3 trở lên là chúng ta đã có lời rồi. Ok. Lời rồi nhưng mà không được nhiều. Ví dụ vậy. Thì bây giờ để chúng ta học thêm đó, chúng ta tăng cái tỷ lệ lên này 60 40 và chúng ta tiếp tục chúng ta nâng level cho lên 70 30. Chúng ta phải nâng liên tục lên 80 20. Chứ đừng có nghĩ chúng ta sẽ dừng lại tại đây nha. Không có chuyện đó nha. Đó. Ví dụ cho phương pháp đây thì cũng có những cái điểm tại phương pháp cung cầu này chứ mới ra đời, nó mới xuất hiện năm 2013 thôi. Đó. Thì tất nhiên nó cũng chỉ là, nhưng mà nó thấy logic thì mình học thấy ok là trình thuật lại cho anh em, sau đó tiếp tục nâng cái tỷ lệ thắng này lên, nâng tỷ lệ thắng này lên, nâng tỷ lệ thắng tới khi đạt cái chuẩn cao nhất. Tất nhiên ai cũng muốn thắng 80 10 lệnh, chúng ta thắng 8 lệnh á, chúng ta không ai muốn thua hết. Đó là cái mức để chúng ta phải tiếp tục học, học liên tục để chúng ta cải thiện bản thân chúng ta nâng level chúng ta lên, chứ không phải chúng ta học phương pháp mới là chúng ta dùng cái này nữa nha, không có chuyện đó nha. Các chị nãy giờ cho anh chị xem nguyên tắc chúng ta dùng Elliott nhưng chúng ta dùng cung cầu,
chúng ta dùng kênh giá, chúng ta dùng fraction hết. Còn Elliott là chúng ta học thêm, Wyckoff chúng ta học thêm. Thì ví dụ chúng ta học thêm hai cái chương Wyckoff thế này là nó phù hợp cho chứng khoán này. Đó, chúng ta học thêm. Đó. Wyckoff thì nó chạy cái kiểu dốc dài hơn này. Đó. Đó. Rồi lên này. Đó, rồi lên này. Đó, dạ thôi. Nó chạy giống rệt chứ sống chúng ta học như trước giờ không có gì khác hết nên là không có gì hết, nhưng mà chúng ta mục thế thực tế chúng ta tự học cũng được, nhưng mục đích lấy cái bằng này anh chị biết để làm gì không? Anh chị biết cái bằng này để làm gì không? Tầm 5 năm nữa. Việt Nam để gì không? Tầm 5 năm nữa là Việt Nam nó sẽ chính thức gia nhập. Và nếu chúng ta có cái bằng này, chúng ta đứng trên đầu của hàng tá người ấy, biết không? Đứng trên top của top á. Đúng rồi, chúng ta sẽ dễ dàng lập quỹ nè, mở sàn nè, giấy phép mở sàn ok nè, rồi thành lập quỹ nè, rồi nó rất mọi thứ. Cái bằng này nó có ba bốn cái chức năng, là chức năng lớn của thế giới, là nên chúng ta có là cái bằng này chúng ta sẽ làm trùm ở Việt Nam. Và điều quan trọng nhất là chúng ta có cái bằng này chúng ta sẽ đi skill worker. Skill worker hả? Skill worker hả? Để chúng ta định cư đó. Hoặc là chúng ta thành lập một công ty quỹ ở nước ngoài có hợp pháp, chúng ta có bằng này chúng ta được thành lập công ty quỹ ở nước ngoài đó. Ý tưởng cực kỳ lớn đó. Chứ không chỉ dừng lại là chúng ta học cái phương pháp này đâu. Thực ra phương pháp này đã có biết rồi, nhưng học cái này là gì? Cái này chính là cái đòn bẩy để chúng ta vươn ra tầm thế giới, chúng ta đứng là vào top top những người mà nổi tiếng thế giới chứ không chỉ thành một trader bình thường đâu. Tất nhiên cái gì phải trả giá đó, cả tỷ đồng á, tỷ đồng để có cái bằng này, nhưng mà vậy không dễ đâu ha. Rồi đó, cho anh chị nào có hứng thú thì các anh chị cứ việc theo học, nhớ anh chị nào giỏi anh văn rồi thì cứ việc theo học. Đúng ra là hôm nay, thật ra hôm nay là không đủ sức để dạy cho anh chị á. Anh chị biết là cái lúc đi chơi 30 tháng 4 về là lúc đi chơi 29 giờ rồi là sốt tới 2 tuần á. Mà hôm nay vẫn còn ngồi đây hướng dẫn cho anh chị được là may mắn lắm rồi đó. Rồi, đó đây thì cái thế này của thằng Bitcoin nó chạy thì anh chị học cung cầu rồi, anh chị xem lại anh chị sẽ biết được cái này. Thì chỉ cần cái này ha, chỉ cần cái này cũng là một, xem anh chị biết cái này là một cái thế gì anh chị biết không? Cái này anh chị đã biết là cái nến là cái nến gì không? Nó là cây pin ba đó, nó là cây pin ba đó, tại này là 50 50 đó. Đó, cái này kết thúc cái kết thúc tuần này là một cây pin ba này ha. Đó, và nhiệm vụ chúng ta đợi cái cây này cả xác nhận. Tuần này chỉ cần cái xác nhận thôi á là coi như tuần sau nó dọc lên 5.000 nhanh như chớp luôn, anh chị không trở tay không kịp luôn. Em nói chỉ cần trong tuần này xác nhận kết thúc tuần này nó nằm trong khoảng từ 4.000 đến 4.500 ha, 4.000 đến 4.500 thôi, thì qua tuần sau cái gì sẽ đạt 5.000. Ai nói 5.000, ai nói 5.000 khó, không có gì khó hết, nó đã sẽ đạt 5.000. Và nhiệm vụ chúng ta không phải ở mức 5.000, không phải mức 5.000, 5.000 với 8.000, anh chị biết ở mức nào không? Anh chị thấy chưa? Nhiệm vụ của chúng ta là mức 30.000, không phải là mức 5.000 hay mức 8.000. Mức 5.000, 8.000 để làm gì? Nói thực tế để cho hoài khỏi bị chửi chúng ta thôi. Chứ nếu chúng ta đầu tư giá trị, chúng ta trữ những cái con này, chúng ta trữ mục tiêu như thế này. Đó. Mục tiêu này này. Đúng ra là một định đặt mục tiêu là 50.000 á. Đó, 50.000 á, nhưng mà tại do cái trang này nó không có cho. Nó cù bắp, nó không có cho. Nó sợ chúng ta trở thành tỷ phú, nó không cho. Nên không cho chúng ta, cho 30.000 thôi. Đó, nhưng mà chúng ta không ở ngoài, chúng ta không có nói ở mức cao. Đó, chúng ta để ở mức này thôi. Mức này là mức phù hợp nhất, mức này là mức có thể đạt được ha, 8.000 có thể đạt được ha. 800 có thể đạt được ha. Đó, là đạt được trong năm nay á, nên là mức này là mức đạt được trong năm nay.
Đó, như vậy đó. Nhưng mà thực tế nó sẽ chạy rất xa, thực tế chạy ra. À, các chị xem order đã dính lệnh rồi nè, anh à, anh chị thấy 6 lệnh, bây giờ còn có 4 lệnh ha, thì order cái lệnh mới nó đó, ST 8:30 là ST rồi nè, gì xem. Đó rồi đây, à, đây này, ST này, anh chị xem ST này ha, không đó, ST hết rồi đó. Tại vì cái sàn nó cao lắm nha, cái sàn này phí nó cao lắm, mua một phát là nó sẽ âm liền ra, nó sẽ âm liền, nên là nó các anh chị chịu khó, tại chúng ta đầu tư giá trị dài hạn nên chúng ta không lo quan tâm chuyện đó, thì chúng ta cái việc mua xong chúng ta thả để từ năm này qua năm kia chúng ta xem đó, cái gì vậy? Thì ngoài ra đó, tương tự à, tất cả những cái thế cái Bitcoin thế này á, hay là Ethereum hay cái gì đó, nó chạy giống hệt nhau anh chị ha, anh chị sẽ phân tích được một con là anh chị sẽ phân tích những con khác, nó giống nhau hết nè, thấy không, thế sóng thế đồ giống hệt nhau hết á đó. Kỹ thuật nó giống hệt, đi giống hệt, chúng ta chỉ cần phân tích được một con đó, anh chị xem có khác nhau không, chỉ khác nhau về độ dài độ mỏng của nến thôi, chứ thực ra nó giống nhau hết đó, tất cả các con Ethereum rồi Ripple, thấy không, để giống nhau á. Ở Ripple, Ripple là có lệnh trời, nếu ai lệnh trời theo yêu cầu, đây là dính rồi này, ở vị trí 185 là dính rồi này, sáng thông báo cho mọi người ai muốn ấy thì mua vô 185 thì rồi giờ dính rồi đó, nó trừ hao cái chi phí ra là dính rồi đó, 18 và 185 dính rồi đó. Đó, ai mua thì trễ mua được rồi, Ripple giờ này gom hàng được này đó, ví dụ vậy anh chị xem, anh chị nhớ để ý cho nhiều vô, anh chị phải dự đoán được, ví dụ nha, à, chúng ta xem này, à, đó chúng ta sẽ nhìn được, liên tưởng được, à chúng ta sẽ dự báo được mô hình gì đó, và sau khi vẽ cái đó thì chúng ta sẽ dự báo được cái gì, và điểm dừng ở chỗ này là điểm gì, nó phá giá lên trên này xong nó test lại điểm số 4 sóng đài đó, chúng ta phải nhớ lặp đi lặp lại, nó chỉ có bao nhiêu thôi, anh chị phải chú ý nhiều đó đó đó, xe đây đó, vậy thôi đó, nó tạo ra sóng vậy đó. Thì đây cũng vậy, anh chị cứ bằng vẽ một hai lần được, phân tích một hai lần thôi, thì lần tiếp theo đối với anh chị nó rất dễ, không có khó gì hết, anh chị cứ vẽ. Bây giờ anh chị xem đây đi, anh chị tối anh chị về là vẽ lại đi, nhiệm vụ của anh chị làm sao vẽ lại giống được, rồi vẽ đi vẽ lại giống, sau đó rồi anh chị sẽ tự động cặp cái cặp tương tự á, anh chị lái rồi anh chị sẽ nhìn thấy, ồ cái cặp này trước nó thế này đẹp quá, tôi vẽ rồi, bây giờ tôi vẽ lại giống địch rồi, thì thế là anh chị sẽ dễ dàng giao dịch, phân tích không có gì khó hết. Ai lúc đầu cũng sẽ khó, bước đầu khó, nhưng mà sau khi một lần vẽ rồi là anh chị lần thứ hai nó không còn khó nữa đó, điểm này điểm quan trọng, thấy không, đó đó đó, ta chọn điểm để chúng ta mua lên tiếp đó, ví dụ vậy, để lại cũng vậy thôi, có gì khó hết, mua lên tiếp đó. Thì vấn đề là cứ chúng ta phải có sự kiên nhẫn, chúng ta muốn lợi nhuận cao, chúng ta ngày xưa kiên nhẫn đây cũng rất kém, nhưng ví dụ như các anh chị nhớ cái vừa rồi, cái video vừa rồi phân tích không? Các anh chị nhớ cái mấy buổi học tuần vừa rồi á, sau một tuần theo giờ lên tới 4.000 mấy pip rồi này anh chị xem. Đó. Vấn đề là sự kiên nhẫn ha, mua từ ngày 28 tháng 8. Và chúng ta đã giữ tới đây, hiện tại một cặp của nó là khoảng cỡ 600 mấy pip. Anh chị xem. Có nghĩa là trước vì làm video share trader đầu tiên là chỉ mới mua thực hiện lệnh mua. Và tới video thứ hai là nó được 600 pip. Và buổi học vừa rồi là 1.000 à, 1.600 bip, 1.600 bip, bây giờ lên tới 4.400 bip đó, 4.400 bip, anh chị xem, có nghĩa là chúng ta lệnh nào sai chúng ta bỏ, đừng quan tâm, thua bỏ, đừng đếm tiền thua thắng gì hết, chúng ta bỏ hết, sau đó lệnh nào thắng chúng ta cái việc hold giữ và chúng ta tiếp diễn liên tục, chúng ta tăng tiếp diễn đó, chúng ta tăng tiếp diễn. Đây, chúng ta tăng tiếp diễn JO đây, hai lệnh. Đó, chúng ta này không? 600 mấy pip, 300 mấy pip. RF này chúng ta 500 mấy pip. À, R cạc, chúng ta có 3 R cạc luôn, tăng tiếp diễn 600 mấy, 500 mấy, 300 mấy. Và RA. RA. Đó. Anh chị xem, có nghĩa là chúng ta chỉ trong vòng chưa đầy một tháng thôi, gần một tháng tới 28 tới là một tháng. Chưa đầy một tháng mà chúng ta có tới 4.000 mấy pip. Thay vì chúng ta vào ra liên tục, chúng ta có việc tăng tiếp diễn, cứ nó hạ về chúng ta tăng, hạ về chúng ta tăng, hạ về chúng ta tăng tiếp diễn đó, thì đó đó đây là cái đầu tư giá trị, thì forex cũng đầu tư giống chứng khoán là anh chị sẽ thành công.
À, bây giờ đã bỏ cái cách mà kiểu mà vào ra tỷ lệ 1-2 nữa. Ở đây bây giờ cái đây không phân biệt cái chữ 1-2 tí cái định nghĩa là tỷ lệ 1-2 nữa. Mà bây giờ tỷ lệ là 1-6. Con số này. Không còn tỷ lệ 1-2 à, làm gì nữa hết, mệt lắm, mệt óc lắm. Chúng ta rất nhiều cơ hội khác. 1-2 chúng ta có thể ném bỏ. Chúng ta quan tâm tỷ lệ 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, chúng ta ăn dài hơn. Và cưới lệnh thứ nhất là 1-6. Lệnh tiếp diễn thứ hai là còn 1-4. Không, lệnh tiếp diễn thứ ba còn 1-3. Rồi, chúng ta ba lệnh, chúng ta hold tới đích, ví dụ như ba thằng lệnh rê cạc này. Chúng ta hold tới đích, con này sẽ đặt 1.000. Con này sẽ đặt 800, con này sẽ đặt 600 chẳng hạn, là tổng là 2.000 pip một một cặp. Đó. Đó là cái cách đầu tư để chúng ta thành công với cái này này. Chúng ta càng luyện tâm lý, chúng ta có thể tài khoản nhỏ cũng được, tập dần dần cho nó quen. Chúng ta luyện tâm lý, chúng ta tăng dần thì chúng ta sẽ thành công với cái này. Thì Forex cũng tương tự, Bitcoin cũng vậy. Làm sao chúng ta giữ được lệnh, hold lệnh cho lâu lên. Rồi, đó là cái bài học hôm nay. Buổi học hôm nay nói về tổng quan về tất cả ba thị trường. Cũng là cái nền tảng sau này cho anh chị theo dõi để mà cái phát triển cho những cái sản phẩm đầu tư của chúng ta. Chúng ta thích cái đầu tư về cái nào đó thì chúng ta cứ nghiên cứu về lâm sâu cái lĩnh vực đó. Còn cái phân tích kỹ thuật thì trên nền tảng chúng ta đã học rồi, chúng ta cứ việc áp dụng thôi. Nó lặp đi lặp lại liên tục. Nhiệm vụ chúng ta là thử làm một lần đi. Lần thứ hai sẽ không còn khó và lần thứ ba nằm trong tầm tay, lần thứ tư dễ dàng ớt. Dạ thôi. Đó, nó chỉ đơn giản là dạ thôi. Chúng ta phải cố gắng 3 lần. Tới lần thứ tư là nó sẽ dễ dàng ớt. Rồi, ok. Ban đầu thì nãy có mười mấy anh chị thôi, bây giờ lên được 27 anh chị là cũng cũng đông, đủ đông là cho một số anh chị hả? Cho anh chị là do trẻ thì anh chị xem lại video hả? À, xem lại video thì video trong đêm nay sẽ build và gửi lên trên cái kênh channel của webinar thôi. À, các anh chị có việc xem lại, không có gì khó hết. Rồi, ok rồi, nếu vậy là độ quan tâm của chứng khoán với crypto cũng khá đông. À, những anh chị nào ở nước ngoài, ở nước ngoài các anh chị nhớ chúng ta sẽ có sử dụng những cái kênh giao dịch, có thể là dùng thẻ nước ngoài cũng được, mà cẩn thận cái vấn đề thuế ha. Anh chị thuế má thì anh chị phải tìm hiểu kỹ qua cái lĩnh vực này anh chị bị đánh thuế như thế nào. Chứ anh chị đừng có giao dịch bình thường thôi là không được ha. Nhớ anh chị nhớ thuế giùm em, coi kiểm tra thuế. Nếu mà bị thuế cao thì anh chị có thể nhờ người nhờ thân ở Việt Nam mở tài khoản tại Việt Nam để anh chị giao dịch. Đó, chứ đèn các anh chị 25%, ô 25% là rẻ đó. Chứ bên Mỹ tới 35% lận. Đánh đánh mà kiểu lướt sóng là 40%, đánh dài hạn là 30%. Bên Úc này kia nữa, đó anh chị phải nắm rõ thế để anh chị biết. Rồi ok, video này chúng ta sẽ dừng ở đây ha. Chúc các anh chị buổi tối vui vẻ, hẹn các anh chị ở cái buổi học cuối cùng vào tuần sau. Rồi sau đó thì tạm biệt các anh chị trong 2 tháng. 2 3 tháng gì đó chúng ta sẽ gặp lại. Thì tại vì tất cả những cơ hội này chúng ta giao dịch dài hạn hết, nên là chúng ta cứ việc để lệnh cho nó chạy thôi. Và chúng ta cứ việc tiếp tục tại kế hoạch lớn để mà chuẩn bị cho tương lai. Nên các anh chị sẽ bị liên hệ với em hơi khó một tí. Có gì sau đó rồi chúng ta sẽ làm việc lại với nhau. Rồi, chào tạm biệt tất cả anh chị ha.